OK, chào tất cả các bạn. Chúng ta quay lại với cái chương trình livestream hàng tuần của chúng ta trong cái chương trình ngày hôm nay. Rất là vui để gặp lại các bạn trong cái chương trình livestream hàng tuần. Và nhưng mà khi chúng ta lại có chương trình của chúng ta lại để gặp gỡ, nói chuyện với các bạn và trả lời các bạn của học viên FR. Chúng ta có 4 phần. Phần đầu tiên là để nói chuyện, giao lưu với các bạn. Phần thứ hai là phần cho hỏi một số các bạn học viên, trả lời một số cái câu hỏi của bạn học viên FR. Phần thứ ba đó là mình sẽ trả lời các câu hỏi chung của các bạn. Phần thứ tư là chúng ta sẽ vẫn như chúng ta tạo quà, không ạ? Và đấy là cái việc mà chúng ta sẽ chia sẻ. Hôm nay thì mình đang ở Hà Nội. Thời tiết thì hôm nay hơi hơi mưa một chút các bạn, nhưng mà chúng ta nhìn thấy rằng là chúng ta đang đi vào trong những ngày mùa thu, vẫn còn trời rất là đẹp. Hy vọng một tuần sau trời sẽ rất là đẹp. Và các bạn nhìn thấy tình hình Covid của chúng ta thì có vẻ là chúng ta đang giải quyết được. Hy vọng nó không bùng phát hơn nữa, và cái tỷ lệ tiêm vaccine nó sẽ nhiều hơn để chúng ta có thể đi lại nhiều hơn. Tuần này hiện tại thì mình vẫn đang ở Hà Nội, mà tuần sau thì mình nghĩ rằng là mình có thể vào trong thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là về Lâm Đồng, hoặc là ra Phú Quốc, tùy thuộc vào cái địa điểm mà mình sẽ định đi trong cái thời gian tới. Nhưng mà rất là muốn đi, tại vì lâu lắm rồi ở Hà Nội, quá lâu ạ. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ giải quyết được cái vấn đề Covid để chúng ta có thể gặp gỡ và có thể trao đổi với nhau. Ở ngoài Hà Nội thì bây giờ chúng ta nhìn thấy rằng là các buổi seminar, hội thảo hay là các chương trình gặp gỡ là bắt đầu đã có thể gặp gỡ rồi. Với các bạn và học viên FR của chương trình mới thì có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau vào trong ngày 7/11, tức là chủ nhật tuần sau. Còn với một số các bạn mà là học viên FR cũ hoặc là chương trình gặp mặt thì mình sẽ hẹn các bạn trong cái buổi tiếp theo, đúng không ạ? Để chúng ta có thể gặp gỡ nhau và chia sẻ những cái cơ hội. Và chúng ta nhìn thấy thị trường hiện tại bây giờ trở nên rất là sôi động. Cổ phiếu hiện tại bây giờ thì là chứng khoán lập đỉnh, đúng không ạ? Đỉnh cao nhất trong lịch sử, và còn trong khi đó thì cái dòng tiền bắt đầu chảy vào bất động sản và đi vào một số những cái sản phẩm và dịch vụ cụ thể. Thì đấy là những cái nơi mà chúng ta sẽ cập nhật và update với nhau trong những chương trình mà mình gặp offline, và tất nhiên trong chương trình mà online thì mình cũng sẽ chào gặp gỡ các bạn. OK, và bây giờ quay lại thì chào hỏi một số các bạn. Chúng ta đang livestream, các bạn nói tên và nói vùng miền, đúng không ạ? Một số các bạn ở tỉnh Cao Bằng, ở tỉnh Bắc Cạn, Lạng Sơn, Bắc Giang. Một số các bạn ở tỉnh miền Trung như là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, một số các bạn ở Đà Nẵng, ở Quy Nhơn, ở Nha Trang, một số các bạn ở trong các tỉnh miền Nam, miền Tây, không ạ, như là Cần Thơ, hay là như là Vĩnh Long, không ạ, hay là như là Phú Quốc, Cà Mau, không ạ, thì chúng ta có rất là nhiều các bạn đến từ các tỉnh thành khác nhau. Và thường thường thì mình cũng rất là muốn để làm quen với các bạn trong những cái chương trình mà mình nói chuyện, bởi vì là như vậy mình biết các bạn cụ thể hơn, đúng không ạ? Thì các bạn nói tên và các bạn xem là các bạn ở vùng khu vực nào, và sau đó mình sẽ chào nói chuyện với các bạn. Chào bạn Jason Nguyễn, chị Trần Thúy Hằng, mời xin hỏi anh Sơn, mình muốn bán mảnh đất đường Nguyễn Thị Thập, quận 7 để đầu tư vào Phú Quốc có thể không? Chị Trần Thúy Hằng thân mến, nếu mà chị hiện tại bây giờ chị muốn bán đất ở quận 7, OK, và để đầu tư vào Phú Quốc cũng OK, đúng không ạ? Chỉ vấn đề rằng là mình có nên một cái kế hoạch cụ thể hơn, tại vì là đất ở trong thành phố Hồ Chí Minh cũng tương đối giá cao. Và nó vẫn có tăng nữa trong thời gian tới. Tuy nhiên rằng là nếu mà chị muốn chuyển bất động sản của mình sang đầu tư Phú Quốc thì cũng là một cái sự lựa chọn để chị có thể giải quyết được cái vấn đề tài chính. Tuy nhiên rằng là thực tế rằng là chúng ta cần có một cái điều cụ thể hơn, là một cái mong muốn của mình. Các bạn, còn nếu mà chúng ta chỉ muốn bán cái này để đẩy cái kia cao hơn cũng là một cái lựa chọn, nhưng mà có lẽ nó chưa phải là một cái kế hoạch rất là tốt trong cái quá trình mà các bạn đầu tư. Bạn Vũ Trường Vang hỏi là em chào anh Sơn, cho anh nhận định xin anh nhận định về thị trường bất động sản Thanh Hóa, khu vực ven Bỉm Sơn. Rồi OK, này tí nữa mình sẽ trả lời các bạn những câu hỏi tiếp. Bạn Văn Tiến Dũng, xin chào thầy. Em là môi giới, để nhắc lại với cả chị Hằng. Chị hoàn toàn hợp lý, chị có thể bán bất động sản ở quận 7 và đầu tư vào Phú Quốc là hợp lý. Vấn đề đầu tư vào Phú Quốc vào đâu là cái lựa chọn phải thực sự là cụ thể, đúng không ạ? Tại vì Phú Quốc ở phía Bắc Bảo là Bắc Bảo là Vingroup, ở phía Nam Đảo là của bên chỗ Sun Group, còn ở bên giữa vấn đề là chị mua đất như thế nào. Nên khi các bạn và các anh chị hỏi câu hỏi như vậy, chúng ta nên có một cái mục tiêu rất là rõ ràng. Chúng ta bán đi và chúng ta định đầu tư ở đâu, đúng không? Bởi vì đầu tư cùng ở Hà Nội nhưng mà rất là khác nhau. Đầu tư ở trung tâm Hà Nội, ở 4 quận thành Hà Nội, đầu tư ở Từ Liêm, đầu tư ở Láng Hòa Lạc, ở Mê Linh hay là ở Sóc Sơn, nó hoàn toàn khác. Nên cái vị trí mà chúng ta đầu tư nó quyết định cái lợi nhuận và cái mong muốn lâu dài của các bạn mà chúng ta đầu tư. Nhưng về mặt cơ bản, nếu mà chúng ta có tư tiền và chúng ta bán bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà tăng giá từ năm 2014 cho tới năm 2021 là 7 năm, và chuyển tiền sang bất động sản sang Phú Quốc, nơi mà đang chững lại và chưa tăng giá trong vòng 3 năm, thì đấy là một lựa chọn thông minh, đúng không ạ? Vấn đề là chúng ta giữ bao lâu, và quan trọng hơn nữa thì các chị mua ở vị trí nào.
có những vị trí mà người ta bán là 100 triệu, 150 triệu thì để tăng gấp đôi là rất là khó, mà có một số những cái nơi mà giá chỉ có vài triệu đồng thôi thì chị có thể tăng giá gấp 5, gấp 10 lần. Nên chính vậy mà cái việc mà chúng ta đầu tư không chỉ đơn thuần là chúng ta nói là bán ở Hà Nội nhảy vào thành phố Hồ Chí Minh, hay là bán ở thành phố Hồ Chí Minh chuyển sang Phú Quốc, mà vấn đề là các bạn và các anh chị có cái mục tiêu để chúng ta biết mua hay không. Đấy là cái việc lựa chọn rất là cụ thể của các bạn. Nên là chính vậy mà khi mà chúng ta mua, chúng ta cần có những cái lựa chọn trong quá trình mà chúng ta làm. Thì đấy là cái việc mà chị Trần Thúy Hằng rất là chân thành với chị, là nếu mà bây giờ có máy bay về Việt Nam thì Sơn nghĩ là chị nên về Việt Nam để chị có sự lựa chọn bán và mua. Còn ở bên Đức mà chúng ta lựa chọn bán và mua là sẽ trở nên rất là phân vân, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta chưa sát được để chúng ta có thể lựa chọn. Chào bạn Phan Văn Tiến Dũng, em chào anh, em là môi giới, xin anh đánh giá thị trường Bà Rịa Vũng Tàu, rồi tí nữa mình sẽ trả lời với các câu hỏi của các bạn. Tiếp tục, bạn Lương Nguyễn, chào anh Sơn, em đầu tư đất thổ cư Đà Nẵng cách trung tâm 20-30 cây số, anh xin trả lời khuyên, rồi mình sẽ trả lời tiếp của các bạn ở trong đấy. Đây rất là nhiều các bạn mà đang có câu hỏi không ạ? Đại lý Kim Khí Đức Loan, đúng không ạ? Anh Sơn đánh giá thế nào khi mà giá xăng dầu tăng cao tạo ảnh hưởng gì cho tới bất động sản, đúng không ạ? Nguyễn, rồi mình sẽ trả lời một số các câu hỏi của các bạn. Bây giờ mình chào hỏi một số các bạn trước, sau đó sẽ trả lời các câu hỏi của các bạn. Chào bạn Hiền Khổng, em ở Lâm Đồng. Ok, chào bạn. Bạn Hiền Khổng bảo là em ở Lâm Đồng, em mời thầy ăn cơm và gặp các bạn FR Lâm Đồng đi ạ. Mình sẽ vào Lâm Đồng trong thời gian tới, rất là ngắn thôi, đúng không ạ? Tại vì trong thời gian qua mình cũng đầu tư tương đối nhiều ở Lâm Đồng, chỉ có điều Lâm Đồng rất là rộng, đúng không ạ? Các bạn ở đâu? Mình thì chỉ phần lớn là mình ở Đà Lạt và sau đó mình đi một số những cái vùng xung quanh, còn Bảo Lộc, Lâm Đồng thì rất là nhiều những nơi khác nhau. Nhưng mà các bạn nào mà muốn mà giả dụ như giao lưu với mình thì có lẽ các bạn đến cái lớp FR là hiệu quả hơn. Bởi vì khi mà mình đi xem bất động sản và khi mà mình đi đầu tư thì thường thường là mình rất là lặng lẽ. Tại vì là cái lựa chọn để cho cái đầu nó tĩnh và lựa chọn đầu tư nó hiệu quả, đúng không ạ? Chúng ta phải đến, chúng ta gặp chủ nhà này, chúng ta phải đến gặp chủ đầu tư này, giao lưu, nói chuyện ngân hàng này. Nên là cái việc mà mình đầu tư thường thường mình đi, mình hiếm khi mình public và mình livestream, mặc dù mình cũng đang định là có cái chương trình để mình livestream với các bạn những cái nơi mà mình mua bán. Mà thực tế rất là khó, là bởi vì rằng là khi mà chúng ta nói chuyện với chủ nhà hay nói chuyện với cả chủ đầu tư hay là nói chuyện với cả ngân hàng thì đấy là những cái cuộc nói chuyện rất là riêng tư, bởi vì cần phải đàm phán về lãi suất ngân hàng, cần phải đàm phán về tiến độ thanh toán, đàm phán về giá, đúng không? Đàm phán về pháp lý, nên là đấy là những cái mà không dễ để mình có thể mình quay và mình có thể mình livestream được với các bạn. Mà tuy nhiên là rất là vui để có thể gặp được các bạn, ví dụ như vậy. Chào bạn, chào anh Hoan Tạ. Vâng, chào anh Hoan Tạ. Chào bạn Khánh Nguyễn, Thanh Hóa, chào anh Sơn, chào cả nhà, chào bạn Khánh Nguyễn. Hữu Nghị, chào anh Sơn, anh có thể cho tôi hỏi đất mấy xã gần biển huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận có tiềm năng phát triển như thế nào, có nên đầu tư không? Vâng, chào anh Hữu Nghị, để Sơn chào mọi người xong, Sơn sẽ trả lời các câu hỏi của các anh chị ở trong đó. Chào bạn Nguyễn Thị Thu, em ở thành phố Vũng Tàu. Chào bạn Nguyễn Thành Đô, ok. Rồi, chào bạn các bạn, chào một số các bạn livestream, chào bạn Trường An, chào bạn Nguyễn Hữu Cường. Bạn Nguyễn Hữu Cường hỏi là gì ạ? Là em đang quan tâm tới đất nền phân lô Innoha City Phú Xuyên tiếp giáp với khu công nghiệp, giá là 25 đến 40 triệu, liệu có phải là giá tốt hay không? Ok, câu hỏi này rất là hay. Chào bạn Trung Đinh Vũ, em ở Lâm Hà nhà thầy. Ok, thế có bao giờ mình về Lâm Hà thì mình gặp bạn Hiền Khổng. Bạn đã là không biết FR chưa? Chưa biết bạn Hiền Khổng, hình như em đăng ký rồi đúng không? Ok, anh chắc là mấy hôm nữa anh về Lâm Đồng, anh Lâm Hà thì để mình chúng ta liên hệ với nhau, đúng không ạ? Ok. Chào bạn Nguyễn Cường, chào anh Sơn, anh thấy vần đất vùng ven Sóc Sơn như thế nào? Chào Dũng Võ, chào anh Sơn, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Chào bạn Nguyễn Thu Thủy, chào anh Sơn, em ở Huế, nhờ anh đánh giá giúp em nhà bất động sản Huế trong vòng 3 năm tới, đúng không ạ? Hôm nay rất là nhiều các bạn hỏi các câu hỏi rất là trực tiếp liên quan cho tới về bất động sản. Có lẽ là bởi vì các bạn nhìn thấy rằng chỉ trong cách đây khoảng 1 tuần, 2 tuần sau khi mà bớt hệ thống cách ly, đúng không ạ? Thì chúng ta nhìn thấy ngay đó là cái bất động sản và chứng khoán tăng liên tục, đúng không ạ? Chứng khoán hiện tại ở trong ngày hôm bất động sản chứng khoán, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy rằng là VN Index, đúng không ạ? Chiều nay để mình xem lại cái điểm chiều ngày hôm nay, đúng không ạ? Chiều ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy rằng là
dao động của chúng ta là nhìn là 11445 đúng không ạ? 11444 đúng không ạ? Và là một trong những cái điểm cao nhất trong lịch sử. Và các bạn nhìn thấy rằng là với tích bạch như thế này nhưng mà cái dòng tiền của mọi người vẫn đổ, bởi vì không thể phải làm kinh doanh sản xuất rồi. Có rất là nhiều người là bây giờ bó tay trong cái vấn đề làm kinh doanh sản xuất đúng không ạ? Mở nhà hàng thì không mở nhà hàng được, mở trung tâm ngoại ngữ thì không mở trung tâm ngoại ngữ được, mở cửa hàng thì thà đóng cửa hàng còn hơn là lỗ đúng không ạ? Hay là làm kinh doanh sản xuất, xuất nhập khẩu thì cũng trở thành khó khăn. Chính vậy mà mọi người chuyển tiền vào chứng khoán rất là nhiều. Nhưng mà mình cũng phải warning và cảnh báo với các bạn là khi mà tất cả mọi người đổ xô vào chứng khoán thì đấy là cái thời điểm mà chúng ta phải trở thành rất là nhạy cảm và chúng ta cần chú ý. Và tất nhiên khi mà cái dòng tiền chốt lời từ chứng khoán thì chuyển sang bất động sản, và chính vậy mà làm cho bất động sản ở phần lớn các vùng miền đúng không ạ, ở ngoài Bắc, ở miền Trung và ở trong thành phố Hồ Chí Minh đều là chuyển động cả đúng không ạ, và đặc biệt là ở ngoài Bắc hiện tại bây giờ cái dòng tiền đang chuyển động tương đối là nhanh. Ok, thì đấy là cái câu hỏi mà mình, đấy là cái mà mình sẽ trả lời, và bây giờ mình sẽ trả lời một số các bạn ở trong cái chương trình của chúng ta. Nếu các chị nào lên thì em bảo anh nhé. Quay lại, đấy là cái câu hỏi, là câu trả lời đầu tiên mà Sơn em trả lời cho chị Trần Thúy Hằng, là em vẫn nghĩ là chị nên về. Thời điểm này là có máy bay rồi, các bạn chị nên về Việt Nam để mua bán bất động sản từ nước ngoài rất là khó để trả lời. Chị hỏi em là đầu tư ở đâu, ở Phú Quốc, chị có thể về Việt Nam thì em nói với chị là những nơi nào em đầu tư được, còn nếu không thì mình từ nước ngoài để mình đầu tư thì mình chia sẻ với nhau cho nó vui thôi. Chứ còn thực tế rằng là để kiếm một tiền thật thì nó không dễ dàng như vậy, là bởi vì độ chênh giá rất là khác biệt, cộng với cả cái việc là chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta đang đầu tư ở đâu. Bạn Vũ Trường Giang hỏi là thị trường Sơn cho anh nhận xét về khu vực bất động sản Thanh Hóa, khu vực ven Bỉm Sơn. Chúng ta nhìn thấy rằng là bất động sản Thanh Hóa trong năm ngoái, trong đầu cuối năm ngoại cuối đầu năm 2021 tăng giá tương đối là nhanh, và cho đến bây giờ tiếp tục là sẽ trở nên rất là sôi động. Như các bạn nhìn thấy, nếu các bạn xem VTV1 thì một số các dự án ở Thanh Hóa hiện tại đang được chào bán và số lượng người đăng ký mua tương đối là nhiều. Thanh Hóa ở ngay gần Hà Nội, cách 180 cây, các chủ đầu tư lớn đều đổ về Thanh Hóa cả, ví dụ như là Sun Group, Vin Group, FLC đúng không ạ? Và chúng ta nhìn thấy là cái giá ở Thanh Hóa vẫn tăng trong thời gian tới, đặc biệt là những vùng ở ven biển. Các bạn nhìn thấy có một dự án gần đây ở ngoài Hà Nội là vừa mới bán cách đây được khoảng 2 ngày thôi thì bây giờ mua kín đỏ hàng. Nên chính vậy mà nếu mà các bạn mà chúng ta ở Thanh Hóa đúng không ạ, thì chúng ta nhìn thấy trong thời gian tới khả năng cao với hạ tầng phát triển, với yếu tố biển, với yếu tố dân đông, và cộng với cả cái yếu tố tiếp theo là về mặt chính trị, thì mình nghĩ rằng là bất động sản Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng giá. Mà chúng ta chú ý rằng là mua bất động sản ở ngoài Bắc ấy, cái tỷ lệ đầu cơ rất là cao, nên chính vậy mà khi mà chúng ta mua mà chúng ta theo sóng và chúng ta bị đẩy lên ấy, nếu các bạn là người cuối cùng thì các bạn rất là khó kiếm tiền. Nên các bạn trở thành chú ý thời điểm mua bất động sản trở nên rất là quan trọng, đặc biệt những bạn nào mà chúng ta học chương trình FR của mình trong thứ bảy tuần sau ấy, thì vào mình sẽ chia sẻ sâu hơn với các bạn, bởi vì thời điểm là quan trọng. Rất nhiều các bạn quan tâm về vị trí, đồng ý, mặt biển, mặt sông, mặt đường là trở thành rất là đẹp và hiệu quả. Một cái thời điểm mình mua là như thế nào, mình mua đang ở đáy hay mình mua đang ở đỉnh, mình mua bởi vì tất cả mọi người mua đúng không ạ, và cái mục tiêu của mình là cái gì, thì đấy là cái phần lớn mà các bạn quan tâm. Bởi vì các bạn kiếm được tiền khi mà các bạn mua nơi mà không ai mua, và các bạn bán khi mà nơi mà mọi người đổ xô đi bán. Nên chính vậy mà các bạn đầu tư vào Thanh Hóa, các bạn thấy rằng là về mặt tiềm năng dài hạn là rất là hiệu quả, về mặt lướt sóng là các bạn phải chú ý đúng không ạ. Chúng ta nhìn thấy ví dụ như năm nay thôi, khi mà tháng 4 năm 2021 bất động sản ở Thanh Hóa tăng rất là nhanh, và sau đó thì dịch đến và chúng ta nhìn thấy chứng là bất động sản ở Thanh Hóa, và chúng ta nhìn thấy là có một xã thôi mà hàng trăm người bỏ cọc mất hàng trăm tỷ, thì cái chuyện đấy trở thành rất bình thường. Tất nhiên là có làm có chịu thôi, có dám làm dám chịu thôi, nhưng mà đấy là các bạn trở thành tính toán. Nên khi mà chúng ta đầu tư, chúng ta phải lựa chọn xem là cái rủi ro trở thành thấp nhất và làm sao mà lợi nhuận trở thành cao nhất. Để rủi ro thấp nhất thì các bạn phải đầu tư khi mà người ta không đầu tư, và các bạn bán và mua khi mà không khi người ta không mua, và bán khi mà người ta ồ ạt mua, thì đấy là những cái nơi mà các bạn có thể lựa chọn. Hay nói như Warren Buffett là gì ạ, là chúng ta sợ hãi khi người khác tham lam, và chúng ta tham lam khi người khác sợ hãi. Nói thì rất là dễ, nhưng mà hành động thì thực tế là không dễ một chút nào. Ví dụ như mình thì liên tục là mua bất động sản trong mùa dịch hay không mùa dịch. Ví dụ như ngày hôm nay mình vừa giao dịch thêm một số bất động sản ở Hà Nội, thế xong đợt trước thì giao dịch thêm một số bất động sản ở Phú Quốc. Thì để mình nói với các bạn là nói về mặt lý thuyết thì dễ, mà hành động thì không dễ một chút nào. Có nghĩa là sao? Là chúng ta mua khi mà người khác sợ hãi và bán khi người khác tham lam là không hề dễ dàng, đúng không ạ? Thì đấy là câu trả lời cho bạn Vũ Trường Vang về vấn đề ở Thanh Hóa, đúng không ạ? Ok,
Một bạn Phan Văn Tiến Dũng thì bảo là gì? Em là môi giới ở thị trường Bà Rịa Vũng Tàu, thì anh đánh giá ở thị trường Bà Rịa Vũng Tàu như thế nào? Các bạn nếu mà chúng ta còn trẻ và chúng ta làm môi giới thì đấy, một trong những kỹ năng quan trọng nhất của các bạn đó là chúng ta học cái cách để bán sản phẩm, đúng không ạ? Và để bán sản phẩm thì chúng ta có kỹ năng để chúng ta có thể nhận định được thị trường, được vị trí, đúng không ạ? Và cái quan trọng trong cái việc bán hàng đó là cái sự kiên trì của mình. 95% các bạn môi giới bất động sản sẽ bị bỏ cuộc và chỉ có 5% các bạn tồn tại được. Những bạn tồn tại được bởi vì chúng ta bán được hàng. Bán được hàng nó đến từ hai cái: một là kỹ năng bán hàng và hai là sự kiên trì. Các bạn để môi giới bất động sản thành công, các bạn phải có hai yếu tố đó: tăng cường kỹ năng bán hàng, ta mở rộng tệp khách hàng của mình này, và nâng cao kỹ năng bán hàng của mình lên. Nhưng trên tất cả là sự kiên trì. Mình cho rằng là kiên trì là yếu tố quan trọng nhất với các bạn nếu chúng ta dự định làm môi giới bất động sản. Và thực tế kiên trì nó ở trong bất cứ một ngành kinh doanh nào, bởi vì lĩnh vực mà nào cũng đòi hỏi sự cạnh tranh, và cạnh tranh thì sự kiên trì nó dẫn tới cái sự thành công của các bạn, đúng không ạ? Thì đấy là cái việc mà các bạn sẽ chú ý trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư. Ok, thì đấy là mình trả lời cho bạn Phan Tiến Dũng. Bạn Lương Nguyễn hỏi là gì ạ? Em chào anh Sơn, em đầu tư đất thổ cư Đà Nẵng cách trung tâm 20-30 cây số. Anh cho em lời khuyên. Đà Nẵng là một thành phố trẻ rất là đẹp, đúng không ạ? Và Đà Nẵng tăng trưởng liên tục từ năm 2015 cho tới năm 2019 và chững lại năm 2020 và năm 2021. Nếu nhà các bạn ở Quảng Nam, Đà Nẵng thì chúng ta đầu tư Đà Nẵng là trẻ rất hợp lý. Còn nếu các bạn đầu tư ở Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh và để đầu tư Đà Nẵng thì mình cho cân nhắc một tí, bởi vì cái dòng tiền nó đã tăng liên tục từ năm 2015 cho tới năm 2019 rồi, và nó đầy cái bất động sản ở Đà Nẵng và Hội An và các vùng lân cận, ví dụ như là Quảng Nam, đúng không ạ? Không còn rẻ nữa. Và để như vậy thì các bạn phải có sự cân nhắc. Nên chính vậy mà cái ưu thế của các bạn, nếu các bạn đầu tư thì các bạn ở gần nhà sẽ trở thành ưu thế rất là nhiều trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư, khi mà chúng ta trở thành lựa chọn. Bởi vì các bạn nắm bắt được cái chuyện này thì mình nhắc lại là Đà Nẵng tăng trưởng bất động sản từ năm 2015 cho tới năm 2019. Các bạn nhìn thấy trước đây ở Đà Nẵng các bạn, những cái con đường như là Võ Nguyên Giáp, hay là ví dụ như chúng ta nhìn thấy ở Hội An giá chỉ có 4 đến 6 đến 10 triệu mét vuông, thì bây giờ dao động là từ khoảng tầm 20, 30, 40 triệu mét vuông. Giá có tăng tiếp không? Vẫn tăng tiếp, nhưng cái tốc độ tăng giá nó không thể nhanh được so với cả các khu vực khác của trước đó. Thì đấy là cái việc mà các bạn, nếu nhà các bạn ở Đà Nẵng thì các bạn quan tâm. Và nói như thế thì thực tế rằng là mình vẫn đầu tư ở Đà Nẵng, và mình vẫn khuyến khích các bạn đầu tư ở Đà Nẵng khi mà có cơ hội, nhưng mà để cho chúng ta chú ý cái kỳ vọng trong quá trình mà chúng ta đầu tư, được không ạ? Thì đấy là bạn Lương Nguyễn, để mình trả lời bạn Lương Nguyễn như vậy. Cái câu hỏi. Ok, chào bạn Trung Sivet. Rất là nhiều các bạn chúng ta nghe livestream, đúng không ạ? Bạn Nguyễn Sơn hỏi một câu hỏi là gì ạ? Trước khi bạn Nguyễn Sơn thì mình trả lời bạn anh Hữu Nghị. Anh Hữu Nghị hỏi anh Sơn, anh có thể cho tôi hỏi mấy đất, mấy xã gần biển Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận có tiềm năng phát triển như thế nào? Có nên đầu tư không? Hình như lần trước anh Hữu Nghị có hỏi em, đúng không ạ, về vấn đề đầu tư ở thành phố Hồ Chí Minh. Em có chia sẻ với anh ở Long Thành và Cần Giờ, đúng không ạ? Và anh nhìn thấy xung quanh thành phố Hồ Chí Minh thì đều có những nơi tiềm năng cả. Bình Thuận rất là tiềm năng, đồng ý như vậy. Và Hồ Tràm cũng tiềm năng. Và Tây Ninh hay là Bình Phước cũng trở thành rất là tiềm năng. Cái lý do mà anh đầu tư thì có lẽ là anh xem rằng là cái lợi thế cạnh tranh mà mình mong muốn mình đầu tư như thế nào. Mình mong muốn là mình đầu tư lướt sóng hay là mình mong muốn là mình giữ lâu dài, thì nó đem lại cái lợi thế cạnh tranh xa hơn cho cái việc mình đầu tư. Còn nếu mà anh đầu tư mà xung quanh thành phố Hồ Chí Minh thôi thì anh có thể thấy là Bình Thuận này, Hồ Tràm này, anh có thể thấy rằng là ở Tây Ninh này hay là Bình Phước này, với khoảng cách tương tự như vậy đều có thể tiềm năng bằng cái như nhau. Nó tùy thuộc vào cái vị trí mà mình đầu tư thôi, đúng không ạ? Thì chính vì vậy mà cá nhân của Sơn thì đầu tư ở Bình Thuận rất là nhiều. Mình đầu tư vài trăm hectare ở Bình Thuận, cũng tương đối là lâu. Và mình đánh giá Bình Thuận là một cái nơi rất là tiềm năng. Nhưng để mình cũng nhận thấy, các bạn cũng nhận thấy là gì ạ? Là khi mà chúng ta đầu tư, chúng ta có rất nhiều lựa chọn khác nhau. Và nó phổ biến là nó phù hợp với các bạn là gì? Là cái lợi thế cạnh tranh của các bạn nó nằm ở đâu, đúng không ạ? Và bao gồm cả sự may mắn nữa. Thế thì để trả lời với cả anh Hữu Nghị, như hôm trước em chia sẻ với anh là nếu anh đầu tư ở Sài Gòn và để gần và độ tuổi của anh, em nhìn qua hình ảnh thôi, nếu mà độ tuổi của anh thì em nghĩ rằng là Cần Giờ và sân bay Long Thành là rất hiệu quả. Xung quanh đây giá vẫn còn rất là rẻ. Thế còn nếu mà mình đầu tư Bình Thuận xa hơn một tí, thực tế anh làm được cao tốc xong rồi thì mua Bình Thuận vẫn rất là tốt. Nhưng mà nếu mà so Bình Thuận so với cả Ninh Thuận
đúng ạ, à, so với cả Tây Ninh, so với cả Hồ Tràm hay là Lâm Đồng, thì cái lợi thế cạnh tranh của nó tùy thuộc vào khu đất và chúng ta mua như thế nào lại là một cái con đường rất là khác. Vâng, thì để trả lời anh Hữu Nghị và hy vọng là anh tham dự chương trình FR, thì trong chương trình FR em sẽ chia sẻ và trả lời với anh sâu hơn. Ok. Rồi bây giờ chúng ta quay lại với cả các bạn học viên FR. FR đó là cái chương trình mà một năm mình tổ chức 3 lần để trả lời cho các bạn học, à để gặp gỡ các bạn FR. Ngoại chương trình có bao gồm online và offline, và một trong những quyền lợi của các bạn học FR đó là các bạn có thể học trực tiếp của mình qua Zoom. Ok, em chào chị ạ. Chị có thể chia sẻ với cả mọi người chị tên là gì và chị đang ở đâu không ạ? Chào, chào Sơn, chị là Uyên, chị ở Nội. Chị Uyên ơi, chị nói lại cho em cái em chưa nghe được ạ. Chị Chị ở Hà Nội em ạ. vâng, chị ở Hà Nội, chị ở khu vực nào chị? Chị ở quận Tây Hồ, À dạ, ở quận đường Tây Lạc Long Hồ. Quân. Dạ, đường Lạc Long Quân rồi, ok, để em biết ạ. Chị Tố Uyên hiện tại bây giờ là đang công tác ở đâu hay là chị đang làm công việc gì ạ? À? Ngày xưa chị làm ở báo thiếu niên ấy, chị biết Tuấn Sơn từ hồi em còn nhỏ nhỏ cơ, chị là đồng nghiệp của bố em. À, chị là đồng nghiệp của em ạ. À. Và ok. Và chị biết rằng em từ rất lâu rồi, rất là ngày xưa thì ấn tượng là học rất giỏi, và bây giờ sau một thời gian chị từ hồi bố em nghỉ hưu thì cũng không có liên lạc gì, nên là bây giờ gần đây mới biết được em qua Facebook, nên là thấy em phát triển nhanh quá. Rất và là em cảm ơn mừng. chị ạ. Và à, thế là chị làm báo thiếu niên tiền phong. Vâng. Thế thì là bây giờ Đúng chắc là rồi. mình nghỉ nghỉ hưu rồi chị nhỉ? Chị cũng chưa đến tuổi nghỉ hưu đâu, nhưng mà chị xin nghỉ sớm, bây giờ chị đi làm ở công việc khác, chị đi giảng dạy. Và ok, rất là vui. Thế thì là để em cũng hơi bất ngờ, tại vì hiếm khi học viên như vậy là chị là đồng nghiệp của bố em, và thế hệ cũng tương đối không ạ? Và rất là vui. Thì hôm nay thì em có thể giúp được gì cho chị Tú Yên? Chị có câu hỏi gì không ạ? Thực ra là chị cũng mới tham gia FR tối hôm qua thôi, vì hôm qua mới đúng là có thời gian và cũng mới biết đến Tuấn Sơn thời gian gần đây, nên là mới hôm qua mới có thời gian để vào nghe em chia sẻ, thì là chị lập tức là tham gia vào FR luôn, và hôm nay là cũng tranh thủ để nghe được mấy cái video bài giảng của em rồi. Đấy, và chị rất là mong muốn là được làm quen với em, và sau đó thì nhờ em dìu dắt, tại vì chị thì tự đúng là em biết là xuất phát từ đâu thì em biết là cái tư duy kinh doanh nó như thế nào rồi đấy. Tức là chị không có một biết một cái gì về kinh doanh cả. Thế nhưng mà thực ra là xuất phát từ cái hoàn cảnh gia đình thôi. Chị gần như là có ông anh trai thì ông mới mất rồi, nên là bây giờ là con một. Thế mà chị thì còn bố mẹ già, và bây giờ ông bà ở một cái căn hộ chung cư ở tận trên tầng 5 ở khu Nghĩa Tân ấy. Thế là chị thực ra là rất là xoay sở cái chuyện là làm nào để đổi chỗ ở cho bố mẹ chị để mà nó có được cái điều kiện tốt hơn, bởi vì bây giờ bà cũng 80 tuổi rồi mà cứ phải lẽo kẽo kẹt leo lên tầng 5 rất là mệt. Thế mà chị thì không biết cái tư duy để mà kinh doanh là làm nào để có một cái khoản tiền kha khá một tí, ít nhất là phải vài tỷ thì mới có thể chuyển đổi được cái chỗ ở cho ông bà. Từ bây giờ bán cái nhà chung cư tầng 5 mà cũ kỹ đi rồi thì nó chỉ được khoảng hơn 1 tỷ thôi, cũng chả để mua cái gì, được mua được cái gì cả. Thế nên là chị rất là muốn là nhờ Sơn tư vấn hộ chị là làm nào để chị có thể làm quen với lại cái kinh doanh bất động sản, để chị có được một cái khoản tiền ngắn ngủi thôi nhưng mà nó cũng đỡ vất vả ấy. Vì tận tầng 5 mà nhà chung cư cũ thì nó không có thang máy, đi lại rất là vất vả. Thế mà bây giờ như nhà chị thì cũng lại là nhà 5 tầng, bây giờ có đón ông bà về thì cũng lại phải leo cầu thang. Thế mà chị hoàn toàn là không muốn là ông bà phải khổ sở cái chuyện leo tầng vì nhiều tuổi rồi. Đấy, thì chị chia sẻ với Sơn cái xuất phát từ cái quan điểm đấy nào, mà chị từ một cái người mà đã làm báo thì chớ lại còn làm báo cho trẻ em nữa. Đây là cái tư duy nó hoàn toàn như là một đứa trẻ, nó không biết cái gì về tư duy làm ăn cả. Thế nên là rất là mong là Tuấn Sơn có cái tư vấn cho chị để chị có thể bước vào cái làm quen với cái việc kinh doanh bất động sản. Đấy, vâng ạ, chị và thứ nhất là em rất là vui bởi vì là chị Tú Uyên tham dự vào trong cái chương trình FR, và em tin rằng là cái chương trình này sẽ hỗ trợ được cho chị
về định hướng, về kiến thức và có thể về những cái thay đổi cuộc sống về mặt tài chính của mình. Thì đấy là cái mà cá nhân của em và cái công việc và công ty của bọn em làm trong rất là nhiều năm. Thế thì bởi vì rằng là chị chia sẻ rất là chân tình như vậy thì em cũng chia sẻ với chị rằng là khi mà đến vào độ tuổi của chị và đồng thời là mình có những vấn đề gia đình như vậy thì một trong những cái việc mà mình sẽ rất là lo lắng và sốc luôn về vấn đề tài chính là chuyện cũng rất là cụ thể. Nhưng mà em nghĩ rằng cái việc đầu tiên trước khi mà chị nghe những cái bài mà em chia sẻ hoặc chị đi sâu vào hơn thì em nghĩ rằng việc đầu tiên là có lẽ là thời điểm này mình không được nóng vội đã. À, đấy là cái việc mà em nghĩ rằng cơ bản nhất. Tại vì bây giờ mà mình trở nên sốt ruột ý, thì rất là khó để mình có thể thay đổi hoàn toàn được cái tài chính cụ thể của mình. Mà thay vì đó mình chững lại một chút và sau đó thì khi mà chị vào học trong cái chương trình của em là cái chương trình FR thì mình đi sâu hơn offline đấy, và sau đó thì em chia sẻ với chị sâu hơn những cái suy nghĩ, bởi vì rằng là khi mà mình đang có một cái vấn đề khó khăn và mình luôn tìm một cái giải pháp ngay lập tức, mà phần lớn cái giải pháp ngay lập tức nó khó xuất hiện bởi vì nó đến từ cái suy nghĩ của mình, đến từ cái thói quen của mình và đến từ cái cách quản lý tài chính của mình nữa. Thế nên là em nghĩ rằng là rất là vui, đầu tiên là em nhìn như vậy là chị đã thay đổi cái suy nghĩ mà chị tham dự chương trình FR, chắc chắn là cái chương trình sẽ giúp chị rất là nhiều. Nhưng mà hiện tại thì theo suy nghĩ của em là chị đừng đưa ra bất cứ quyết định nào về vấn đề đầu tư hiện tại bây giờ. Đấy là cái điều quan trọng nhất. Chị có thể nghe ngóng xung quanh ra để sau đó xem là mình nên làm cái gì. Nhưng mà chắc chắn là cái thời điểm này là không phải là cái thời điểm để mình đưa ra cái quyết định. Đặc biệt là gia đình mình, các bác, đúng không ạ, là 80 tuổi và các cụ như vậy mà có bất cứ một cái thay đổi gì về cuộc sống là đều suy nghĩ cả. Nên là đấy là cái mà em cho rằng là chị nên cân nhắc. Cái thứ hai nữa là em cũng hiểu rằng là nếu mà gia đình mà ở chung cư thì em hỏi chị Tố Uyên một cái là nếu mà mình bán đi cái nhà ở Nghĩa Tân, em hiểu một cái căn chung cư như vậy, bán đi ở Nghĩa Tân bởi vì nó không có cầu thang máy, cái chung cư nó cũ rồi, thì chị chắc là chị với cả các bác cũng đã từng cân nhắc là mình có thể bán cái căn đó đi và mình mua một cái căn chung cư khác rồi, đúng không ạ? Chị cũng có nghe ngóng nhưng mà thấy là nếu mà gọi là bán đi bây giờ thì cùng lắm cái nhà đấy nó chỉ được khoảng 1.7 tỷ, 6.7 tỷ gì đấy thôi. Thế mà với cái khoản tiền 1.6 tỷ, 1.7 tỷ thì mua được một cái chung cư mà nó tương đối là gần trung tâm để có thể qua lại thăm ông bà được thì cũng hơi khó. Đúng ạ. Vâng, thì em hiểu như vậy, tại vì là trước đây em cũng ở khu vực Nghĩa Tân một thời gian. Thì thực tế là mình cũng biết rằng là bây giờ những cái chung cư cũ mà người ta xây như vậy rồi nó không có cầu thang máy, nên chính vậy mà đi lại từ tầng 1 lên tầng 5 nó rất là khó và các cụ cũng lớn tuổi rồi, nếu mà như vậy thì trở nên bất tiện. Nhưng mà thực tế là với cái số tiền của mình 1.6 tỷ, 1.7 tỷ là mình cũng mua được một cái căn hộ mà em nghĩ rằng là cầu thang máy và tương đối tốt ấy. Chỉ có điều rằng là nó có tiện cho chị đi để gặp các bác hay không ấy, thì lại câu chuyện nữa. Tại vì em nghe chị nói như vậy là các bạn tương đối lớn tuổi rồi. Tại vì nhà mình là ở Lạc Long Quân thì chị đi đến chỗ Nghĩa Đô là cũng gần đúng không chị? Đúng rồi, cũng chỉ khoảng 4 cây thôi. 4 cây xung quanh khu vực Nghĩa Đô đúng không ạ? Bây giờ mình nhìn như vậy, Nam Từ Liêm. Em cũng có một số những cái lựa chọn, tại vì trong đầu của em có một số những suy nghĩ đấy, nhưng mà thực tế rằng là vào cái thời điểm như thế này nó không dễ. Còn nếu mà cái mà dễ thì nó lại hơi xa nhà mình. Cái mà có thể mua được và dễ được, nó thuận tiện cho các bác thì nó lại hơi xa nhà mình, và như vậy thì chị đi thì lại hơi khó khăn, đúng không ạ? Tức là chị cũng không phải là quá sốt ruột cái việc là chuyển đổi ngay nhà cho bố mẹ chị đâu, nhưng mà cũng gọi là muốn là có một cái làm về đầu tư về bất động sản để có một cái khoản tiền nó dư ra ấy, thì để sau này có thể 1-2 năm nữa mình có đủ cái một cái vốn nó khá hơn rồi thì mình sẽ bán cái nhà cho ông bà đi và để chuyển ông bà đến một chỗ khác tốt hơn ấy. Thế nên là theo như Sơn nói là không nên nóng vội, thì chị cũng thực ra là vì cũng đã biết gì đâu nên là cũng không sốt ruột, bởi vì hoàn toàn là vào đây hôm qua nghe Sơn nói mới là lần đầu tiên nghe một cách nghiêm túc về bất động sản đấy. Còn trước đây thì hoàn toàn là không quan tâm, bởi vì là thực ra mình cũng không có sẵn tiền để mà nghĩ đến cái chuyện là làm mình cứ nghĩ là bất động sản là phải là người mà phải có rất rất nhiều tiền thì mới làm tham gia cái lĩnh vực kinh doanh đấy được, cho nên là mình nghĩ là thôi mình ít tiền mình chả có tiền đâu mà quan tâm làm gì.
Nhưng mà vì nghe những các cái buổi chia sẻ mới đầu là nghe bên ngoài, thật ra là có rất nhiều cách để mà có thể tiếp cận được, chứ không phải là cứ cần phải rất nhiều tiền mới tham gia được. Thế nên là muốn là theo Sơn để học hỏi. Vâng, thực tế là có nhiều cách để tiếp cận được chị ạ. Chỉ có điều rằng là kiếm tiền nó cũng không dễ thực tế, tại vì là nó đòi hỏi rất là nhiều những cái suy nghĩ tâm lý và cái sự phân tích đó, và nó cũng không 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 dễ để em ta. Với những người khác thì nó có thể nhanh hơn, nhưng mà em nghĩ là với chị Tố Uyên và vào cái suy nghĩ của mình hiện tại bây giờ thì em nghĩ, nhưng mà chắc chắn là rõ ràng vào cái thời điểm này mà chị quan tâm vào bất động sản thì rất hợp lý đâu, bởi vì là Hà Nội mình hay là Việt Nam mình đang vào một cái chu kỳ rất là khác, và cái đấy thì nó sẽ có khả năng là giúp ích cho chị ở trong cái việc mà tăng cái số vốn và có thể tích lũy ra một cái khoản tiền nhất định. Em hỏi một chút là cái nhà của mình đang ở Lạc Long Quân là cái nhà 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 chung cư hay là nhà phố chị? Chị là nhà trong ngõ nhưng mà nó cũng ngay gần đầu ngõ thôi, nó cách nhà mặt đường là một nhà thôi. Nói chung là nhà thì chị mua sẵn nhưng mà họ xây những 5 tầng, nhưng mà nhà chị có 4 người thôi nên là nó quá rộng so với lại cái nhu cầu để ở ấy. Mà bây giờ kiểu như gần như cái chuyện là dọn dẹp nó cũng đã đủ rất là mệt rồi, chị cũng thấy là cái nhà nó hơi quá to so với cái nhu cầu thực sự của mình. Thế nhưng mà vì ở cái vị trí là đi lại nó tương đối thuận tiện cho nên là cũng chưa nghĩ đến chuyện là chuyển đổi. Nhưng mà theo em thì là chị thì thực ra thực tâm là chị rất muốn ở một cái chung cư hiện đại. Nếu mà bán cái nhà này đi thì hoàn toàn có thể chuyển đổi được. Thế nhưng mà ông xã chị thì lại cứ thích nhà mặt đất cơ, nhưng còn không thích lên chung cư. Thế là hai vợ chồng có hai quan điểm sống rất khác. Chỗ này thì thực ra chỗ này đi làm hai vợ chồng đều tiện nên... Vâng, thế thì em cứ hỏi như vậy, tại vì là thực tế là khi mà cái kế hoạch tài chính của mình nó còn liên quan cho tới gia đình mình nữa, liên quan cho tới là anh chị, rồi liên quan cho tới là mọi người xung quanh, thế thì để em có những cái thông tin như vậy thì để em nắm bắt. Chị Tố Anh ơi, chị Tố Uyên ơi, em nghĩ rằng như thế này, thì là để hôm mùng 7 đi em gặp chị và em nói chuyện sâu hơn với chị được không ạ? Thì để em nói chuyện với chị sâu hơn và có cái buổi offline đấy, thì là chị qua và sau đó thì là em nói chuyện với chị sâu hơn và để em hiểu xem là cái vốn của mình là bao nhiêu và mình có khả năng để mình đầu tư như thế nào được, thì em sẽ tư vấn sâu hơn cho chị. Còn là hôm nay thì có lẽ là để cho hai chị em mình hiểu nhau trước, và đồng thời là em biết rằng là như vậy là chị có cái mong muốn và cái nhu cầu như vậy, và đồng thời là mình chưa biết gì về bất động sản cả, thì cái việc của mình làm sao mà phải đầu tư nó rất là an toàn mà nó có thể đem lãi được, đúng không ạ? Rồi thế hôm nào offline thì chị sẽ đến gặp Sơn và chia sẻ nó kỹ hơn nhé. Dạ vâng ạ, vâng, ok, thế thì em hẹn chị thì là mùng 7 tháng 11 có một cái chương trình là offline, thì là các bạn ấy sẽ gửi email và tin nhắn cho chị, thì chị chú ý cái email và tin nhắn, thế sau đó thì đấy là cả cái chương trình học cả ngày từ 9 giờ sáng cho tới là có lẽ phải 8 giờ tối đấy, nên là chị cứ đến và chị nghe, và sau đó em biết chị rồi thì em sẽ có buổi em nói chuyện riêng với cả chị, thì để em hiểu cái suy nghĩ của chị là mình nên làm như thế nào. Nhưng mà để em có thể chia sẻ với chị là một trong những cái biện pháp tốt nhất mà có thể làm đôi khi là gì ạ, đôi khi là không làm gì hết thì đấy là cái mà lựa chọn, ví dụ như trường hợp của bố em là tại vì cũng giống suy nghĩ như chị một phần, và bố em là cũng không mong muốn đầu tư cái gì cả, nên là cái lựa chọn duy nhất là ở nhà và sau đó sửa cái nhà cho thuê hay làm cái gì đó. Thì em nghĩ rằng là cái buổi sau khi mà chị tham dự vào cái chương trình của em offline thì em gặp chị và em chia sẻ sâu hơn, đúng không ạ? Đúng rồi, chị với em với bố em tính cách khá là giống nhau đấy, hồi xưa ở báo cũng cũng thuộc cái dạng ngang ngang kiểu giống nhau, kiểu không ông nào chịu chịu vào đảng để kiểu gò bó cái gì cả, để xong rồi là sống rất là an nhiên tự tại ấy. Thế nên là mà ngày xưa thì rất là quý bác Kính Lúc bác. Thực ra bố em là một người mà làm báo về khoa học cho thiếu nhi là giỏi nhất mà chị đánh giá ở Việt Nam, mà sau khi bác về hưu một cái là hỏng luôn cái mảng đấy trên báo chí cho trẻ em luôn, là không còn ai có thể kế cận được cái mảng khoa học trên báo, rất là tiếc cho thế hệ sau này. Và thì đấy cũng là cái đam mê của bố em thôi, thì nhưng mà đồng thời như vậy để mình cũng hiểu rằng là để như vậy thì chắc là mình phải thay đổi về cái tư duy tài chính, đúng không ạ? Còn nếu mà mình và cái đấy là mình là hôm mùng 7 đây thì em gặp chị thì sau hai chị em mình sẽ thảo luận thêm chị nhé. Chị được cái là tuy là suy nghĩ nó hơi đơn giản nhưng mà chị lại rất là open, cái kiểu như là tiếp cận cái mới ấy.
Đấy cho nên là Vâng. chị mới quyết định chuyển nghề, chứ nếu mà chị là con người mà bảo thủ thì chị đã cứ bám riết lấy báo thiếu niên, chị không không đi ra ngoài, chị làm cái công việc khác. Thế nên là chị cũng rất Vâng. là hy vọng là gặp được Sơn thì mình sẽ lại open thêm cái đầu của mình, nó ra thêm một mảng nữa, Dạ một vâng lĩnh vực ạ. nữa. À, Vâng. cảm ơn Sơn nhé, thì hẹn gặp lại hôm sau nhé. Vâng, ok thế em gặp lại chị Tố Uyên sau ạ. Vâng, em cảm ơn chị rất Ừ, nhiều. rồi chào Vâng. Sơn nhé. Vâng, em chào chị ạ. Ok, chúng ta livestream với cả một số các bạn học viên FR không ạ? Chúng ta nhìn thấy rằng là khi mình livestream này thì có rất là nhiều các bạn, anh chị đến từ rất là nhiều vùng miền khác nhau. Có một số các bạn thì ở nước ngoài không ạ? Có một số các bạn thì là ở trong thành phố Hồ Chí Minh, ở trong phía Nam, một số các bạn ở miền Trung. Đúng không ạ? Một số các bạn ở độ tuổi 25, 20, 25, 20 thì chắc không có. Độ tuổi phần lớn là trên 30 không ạ? 30, 35, 40. Một số các anh chị là chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa, một số các bạn là chủ đầu tư lớn, đúng không ạ? Một số các bạn là các anh chị thì giống như là chị Tố Uyên là người người quen trong gia đình mình, đúng không ạ? À, đồng nghiệp của bố mình, đúng không ạ? Làm báo ạ? Thì để các bạn nhìn thấy rằng là cái việc đa dạng mà chúng ta nhìn thấy rằng chúng ta vùng độ tuổi 30 cho đến độ tuổi 70, các bạn đều quan tâm vấn đề tài chính ạ. Đúng không ạ? Tài chính là một điều trở nên rất là quan trọng ở trong cuộc sống của chúng ta, cái công việc nó đem lại và nó là một phần rất lớn trong cuộc sống. Và các bạn học cái cách kiếm tiền, giữ tiền và nhân đồng tiền, các bạn đấy là ba cái việc mà các bạn chắc chắn phải làm. Trong trường học chúng ta không có cái công cụ và không dạy chúng ta cái cách làm thế nào để kiếm tiền, giữ tiền và nhân đồng tiền, chỉ đào tạo chúng ta ra để có được mức sống vừa phải thôi. Nên chính vậy mà nếu mà các bạn muốn tạo ra sự khác biệt ở trong tài chính, nói cách khác là tự do tài chính và giúp đỡ tài chính cho bản thân mình và gia đình của mình, giàu có cho bản thân mình và gia đình của mình, thì các bạn cần phải học cách kiếm tiền, giữ tiền và nhân tiền. Và dù các bạn và anh chị ở độ tuổi nào cũng thế, đúng không ạ? Ví dụ như chị Tố Uyên, mình nghĩ chắc là chị cũng phải trên 50 tuổi rồi, và các bạn nhìn thấy rằng là bỏ nhà nước ra và bây giờ chị vào độ tuổi này và đi tìm những cái công thức và những cái phương thức để tích lũy tài chính cho gia đình mình. Bởi vì với cuộc sống như ngày hôm nay, các bạn nhìn thấy mình vừa mới nói mà giá xăng bây giờ là tăng cao nhất trong vòng 7 năm, chứng khoán cũng trở thành là lấp đỉnh, đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy trong thời gian tới nó trở thành lạm phát và siêu lạm phát, có nghĩa là sao ạ? Giá mọi từ ví dụ như là xi măng, sắt thép đều tăng giá cả, và để như vậy thì chúng ta thấy chi phí đời sống rất là cao. Vì cái cách nào mà chúng ta phải liên quan đến vấn đề tài chính là cái tư duy về tài chính là cái điều trở thành rất là quan trọng. Ở Babylon có cái chương trình tư duy triệu phú rất là tốt để dành cho các bạn nếu mà chúng ta mới bắt đầu và chúng ta quan tâm vào tài chính và chúng ta biết cách để chúng ta giao dịch tài chính mà. Thế còn với cá nhân của mình thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách làm thế nào để chúng ta giữ tiền và làm thế nào để chúng ta nhân đồng tiền. Thì với các bạn mà nghe mình dài thì các bạn thấy rằng là cái đấy là cái điều nó trở thành rất là quan trọng, đúng không? Ok, bây giờ chúng ta quay lại với các bạn mà đang livestream của chúng ta không ạ, và để trả lời một số các câu hỏi tiếp mà các bạn lúc nãy mình trả lời anh Hữu Nghị đâu ạ, về vấn đề đất ở Bình Thuận. Ok. Và vùng này bạn Nguyễn Thành Đô bảo gì ạ? Là em chào anh Sơn, em Thành Đô ở Mê Linh, Hà Nội. Em có đối tác mời đầu tư bất động sản ở Ba Vì và ở Sơn Tây, cách trung tâm Hà Nội 50 cây, giá đất từ 2,5 đến 3 triệu đồng, mua trực tiếp từ người dân, đất gồm đất ở, đất cây lô năm. Có, các bạn nhìn thấy rằng là hiện tại nếu mà các bạn đầu tư ở Hà Nội, bất cứ vùng nào đều có thể tăng giá, đúng không ạ? Tuy nhiên, có những vùng tăng giá nhanh và tăng giá chậm, mà vấn đề là cái khu vực đất nó đầu tư ấy, thì nó có phù hợp so với cả cái tầm tiền mình có vào được không? Thì các bạn nhìn thấy những cái nơi mà trung tâm ấy, thì rõ ràng giá đất là cao, còn những cái nơi mà Ba Vì hay là Sơn Tây thì giá đất còn rẻ, 2,5 triệu cho đến 3 triệu đồng, thì các bạn mua ở đấy giá vẫn tăng như thường. Chỉ có điều chúng ta lại phải kỳ vọng là gì ạ? Là cái khu vực đó nó có phát triển hay không và nó có động lực để phát triển hay không, và để mua như vậy thì chúng ta nhìn như vậy hiệu quả không. Nhưng mà nếu mà số tiền của mình nó chỉ có khoảng tầm vài trăm triệu, 1 tỷ đấy, 2 tỷ thôi, thì các bạn mua ở Sơn Tây, ở Ba Vì là đều ok, mình không thấy vấn đề gì cả. Chỉ có điều là khó mà giàu được, đúng không ạ? Tại vì là cái Ba Vì và Sơn Tây nó cái tốc độ tăng trưởng nó chưa có động lực tăng trưởng. Đấy là cái lý do mà chúng ta có thể thấy, ví dụ như chúng ta đầu tư khoảng tầm 800 triệu thì nó có thể lên 1 tỷ, 1 tỷ rưỡi, 2 tỷ mà trong khoảng tầm 3 5 năm và tạo ra sự bứt phá thì là khó. Tuy nhiên nếu mà các bạn làm mới và các bạn chưa đầu tư vào đâu và các bạn muốn thử thì mình cho rằng là có một miếng đất ở Hà Nội bây giờ đều là một sự thông minh, đúng không ạ? Cứ đầu tư đất ở Hà Nội là một sự lựa chọn thông minh bây giờ. Có thể ở Sơn Tây, ở Ba Vì, tùy thuộc vào các bạn đầu tư đều có thể là ok. Nhưng nếu các bạn hỏi mình là để tốc độ tăng giá so với cả các khu vực khác ở Hà Nội, ví dụ như là quận Long Biên, Mê Linh, hay là ví dụ như là so với tăng tốc với cả như là ở ở ở ở, ở Đông Anh hay là
ở những khu vực xung quanh mà có sự phát triển hạ tầng cộng với cả ví dụ như của Vingroup đầu tư, thì các bạn thấy rằng là tốc độ ở Ba Vì và Sóc Sơn chắc không thể bằng nhanh bằng được. Thì đấy là cái mà các bạn cần chú ý, đúng không ạ? Nhưng nếu mà các bạn có tiền và để đầu tư vào bất động sản thì tóm lại là phải mua, thì đấy là cái việc mà chúng ta cần phải làm. Bạn Nguyễn Hữu Cường bảo: em chào anh Sơn, em đang quan tâm tới đất nền phân lô ở Innoha City ở Phú Xuyên, tiếp giáp với khu công nghiệp. Cái khu này là mình chưa đi qua, mình đang định đi qua cho thời gian tới, nhưng mà mình nghĩ giá 20 triệu cho tới 40 triệu là không còn rẻ đâu, nên là mình nghĩ là các bạn cân nhắc, các bạn Phú Xuyên mà từ 20 đến 40 triệu chắc chắn là không rẻ rồi. Mình cũng đang định đi qua ở cái chỗ đấy, và các bạn nhìn thấy rằng hiện tại bây giờ các khu công nghiệp mà nằm trong nội đô ấy, thì đều được chuyển ra ngoài đầu tư. Mình đang định qua khu vực này, có lẽ là trong tuần sau mình đang qua khu vực này thì mình sẽ trả lời cho các bạn sâu hơn. Nhưng mà mình biết là 25 cho 40 triệu là không còn rẻ nữa, đúng không? Vẫn đang giá được mà chắc chắn là không còn rẻ nữa, thì để các bạn cân nhắc trong quá trình mà chúng ta đầu tư. Ok, có ai nữa không? Nếu mà có ai nữa thì em bảo đây. Chào bạn Nguyễn Cường. Bạn Nguyễn Cường bảo: em chào anh Sơn, anh thấy đất vùng ven Sóc Sơn như thế nào? Không biết là bạn Nguyễn Cường là môi giới hay bạn là nhà đầu tư. Nếu mà các bạn mà quan tâm đến Sóc Sơn thì chúng ta vẽ cái bản đồ Google Maps ấy. Các bạn vẽ cái bản đồ Google Maps ấy, thì các bạn thấy là Sóc Sơn là một cái huyện rất là lớn ở Hà Nội, đúng không ạ? Và phần lớn 70% dân Sóc Sơn thì làm nông nghiệp. Và chúng ta nhìn thấy là rất là rộng. Thì vấn đề khi mà chúng ta hỏi Sóc Sơn thì chúng ta đầu tư ở khu vực nào? Và phần lớn là đất nông nghiệp và đất chưa quy hoạch. Thì khi mà các bạn đầu tư đấy, các bạn phải trở nên rất thận trọng. Sóc Sơn sốt cũng giống như là Ba Vì ngày xưa. Sốt mấy đợt, các bạn? Đợt 1, đợt 2, đợt 3. Thì với các bạn mà hiện tại bây giờ chúng ta đầu tư ở Hà Nội là chúng ta phải chính rất là chú ý. Nên chính vậy mà với những các bạn mà chúng ta đầu tư mà chúng ta chưa tham dự chương trình FR ấy, thì chúng ta nên tham dự và đăng ký, đúng không ạ? Bởi vì trong chương trình thì mình nói sâu hơn, còn mình nói ở đây thì nó khó với các bạn, bởi vì Sóc Sơn nó quá lớn ấy, rất là rộng. 70% mọi người làm nông nghiệp, bây giờ nó còn trồng lúa trở nên rất là nhiều. Với vấn đề là mình đầu tư ở đâu, mình lấy ví dụ với các bạn thôi, là một cái khu mà trở thành rất là phổ biến trước đây là một cái vùng núi và cũng có một số người giàu chuyển đến đấy ở, đó là cái khu mà gần với cả biệt phủ Thành Trương, đúng không ạ? Biệt phủ Thành Trương là một cái nơi mà rất là đẹp và do nghệ sĩ Thành Trương là vẽ đấy và làm. Và năm 2007-09 thì khu vực đấy rất là sốt đất. Và xung quanh ở chỗ khu vực đó người ta nói rằng sẽ làm trường đua Sóc Sơn này. Một số những nhà giàu hay là một số ví dụ như nghệ sĩ, ca sĩ Mỹ Linh này cũng xây nhà đấy. Chỉ có vấn đề là sao ạ? Sau 10 năm thì nó chững, và quan trọng hơn thì tất cả đất ở khu vực đó đều mua bán rất là khó, bởi vì đều nằm trong khu vực quy hoạch cả. Đất nó vừa là đất trồng rừng này, vừa là đất cây lâu năm này, vừa là xen lẫn cả đất thổ cư này. Quan trọng hơn là cả cái khu vực đó chưa quy hoạch. Và chính vì vậy mà cái tình trạng tranh chấp pháp lý ở Sóc Sơn trở thành rất là nhiều. Nên với các bạn mà chúng ta muốn đầu tư ở Sóc Sơn thì các bạn phải, mặc dù là bây giờ đang tăng giá, các bạn chúng ta nhìn thấy là Sóc Sơn bây giờ đang tăng giá, và nhưng mà chúng ta phải chú ý vấn đề pháp lý rất là nhiều. Thì đấy là cái mà mình chia sẻ với các bạn. Vấn đề chúng ta khi mà chúng ta nói thì chúng ta đầu tư ở đâu nó trở thành hiệu quả. À, còn để cùng một khoản đầu tư ấy, đúng không ạ? Còn nếu mà bạn mà dư tiền để bạn mua và sao bạn cứ để đấy thì không vấn đề gì cả. 20 năm trước, phải hơn 20 năm trước, bạn, mình có một anh bạn là chị gia đình nhà làm dược và mua một cái trang trại ở Sóc Sơn. Trang trại, và cái trang trại đó gần nhà chị Mỹ Linh, là ca sĩ Mỹ Linh nổi tiếng ấy, ở trên cái quả đồi đấy, gần cái biệt phủ Thành Trương, là 20 năm trước, không phải 20 năm trước, 22 năm trước, ở lúc ấy mình mấy tuổi, mình 18 tuổi thôi, tốt nghiệp cấp 3 xong vào đại học, là bạn bè lên đấy, là cái trang trại đấy là khoảng tầm là 7.000 mét vuông, đào ao nuôi cá, và thời điểm đấy là bạn bè của mình các bạn là mới vào đại học, và sau đó gặp và bạn mình mời lên trên khu vực đấy, và đấy là 20 năm trước. Và 20 năm sau các bạn biết làm sao, 20 năm sau quay lại Sóc Sơn vẫn y như vậy, không thay đổi, và rất là nhiều bất động sản ở đấy vẫn không ra được sổ, hoặc tranh chấp, hoặc pháp lý vẫn chưa xong. Ví dụ như đất của bạn mình là sau 20 năm gia đình ở trên đấy một phần, và sau đó bây giờ muốn bán mà vẫn chưa ra được sổ, mà giá tăng thì không đáng kể. Thì để các bạn biết rằng là đầu tư bất động sản ở Hà Nội không đơn giản chút nào, đúng không? Các bạn thực sự phải có sỏi và có kiến thức và chấp nhận một phần rủi ro để các bạn đầu tư, bao gồm cả sự may mắn nữa. Nên mình nhắc lại với những bạn nào mà đang nghe mình và đang có định bỏ, bởi vì bây giờ các bạn có vài tỷ đầu tư ở Hà Nội đã khó rồi,
các bạn chắc chắn phải học FR, các bạn phải chắc chắn học FR bởi vì cái chương trình này nó thay đổi cuộc sống của chúng ta, bao gồm các bạn ở tỉnh thành khác cũng thế, kiến thức nó là cái chìa khóa. Nhưng mà để nhắc lại các bạn, đầu tư ở Hà Nội không dễ, không dễ nữa so với cách đây khoảng 2 hoặc 3 năm, bởi vì năm 2021 với dịch như thế này, các bạn cứ nhìn thấy, để như mình chia sẻ với các bạn là ngày hôm nay là thứ sáu mà dịch vừa mới kết thúc, mọi người mới đi lại được khoảng 3 tuần thôi, mà không biết là bao nhiêu môi giới gọi điện cho tới nhà mình để mua các bất động sản ở Hà Nội của mình, đúng không? Thì mình vẫn còn rất là nhiều bất động sản ở Hà Nội, mình mua từ cái giá trước đây có những cái giá tăng gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần này, gấp 6 lần rồi trong chỉ khoảng 4 đến 5 năm nay thôi. Nhưng mà để các bạn nhìn thấy rằng là cái giá đẩy lên rất là cao, và mua đất ở Hà Nội bây giờ không còn tệ nữa với thời điểm hiện tại bây giờ. Thì đây là trả lời cho bạn Nguyễn Cường về về Sóc Sơn. Quan trọng Sóc Sơn các bạn phải chú ý là pháp lý, đúng không ạ? Pháp lý. Chào bạn Dung Võ là ở em ở thành phố Hồ Chí Minh. Chào bạn Dung Võ. Ok. Bạn Hiếu Cao hỏi là gì ạ? Em chào anh Sơn, em ở Huế. Anh nhờ anh đánh giá thị trường bất động sản Huế. Huế là một trong những cái nơi cũng chảy rất tiềm năng. Các bạn nhìn thấy rằng là Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam đều phát triển cả. Nếu nhà bạn ở Huế thì bạn tiếp tục mua ở Huế, đúng không ạ? Bởi vì Huế là cái nơi tiềm năng. Chỉ có điều Huế nó chưa được tăng tốc so với cả Đà Nẵng với cả Quảng Nam. Bằng cách nào đó Huế vẫn chậm lại hơn rất là nhiều, mặc dù có một số dự án đi về. Trước đây Vingroup xin làm dự án ở Huế mà cuối cùng không làm nữa. Thì chúng ta nhìn thấy Huế, bởi vì cái thời tiết mưa nhiều quá nên là cái du lịch ở Huế rất đặc biệt. Người ta vào Hội An, người ta vào Đà Nẵng, nhưng mà đi qua cái dãy núi đèo Hải Vân thôi mà, thì chúng ta nhìn thấy bên này Huế là thời tiết rất là khác. Thực tế là cách đây khoảng tầm mới chỉ khoảng 5 tháng thôi, mình được chính quyền ở bên một cái huyện ở trong một huyện ở tỉnh Thừa Thiên Huế mời vào để đầu tư, và mời vào đầu tư cùng với cả đối tác của mình, đầu tư là khoảng tầm 200 hecta mặt biển và được cho đất, và sau đó để làm dự án. Mà sau khi hai anh em ngồi tính toán là dự kiến để làm, thì sau đó thì là và gần cái đầm phá Tam Giang ấy, thì sau khi mà tính toán thì quyết định là không đầu tư nữa, bởi vì Huế nó vẫn có một cái gì đó nó trầm u quá. Có lẽ là cố đô Huế là cái nơi mà cái độ trầm u nó nhiều quá. Chúng ta chỉ cần đi qua một dãy núi thì ở bên này sang Huế là lúc nào cũng trời mưa, trời nó u ám ạ. Chúng ta sang một bên này một cái là Đà Nẵng thì chúng ta nhìn thấy là từ cái đèo Hải Vân ạ, đi xuống một cái chúng ta nhìn thấy thành phố Đà Nẵng nó giống như là một thế giới khác, một giống như là một thành phố châu Âu, đúng không ạ? Nên là ví dụ như mình là mình rất là thích Đà Nẵng, ví dụ như vậy thì là và phần lớn mọi người đều đầu tư ở Đà Nẵng. Nên chính vậy mà cùng một cái mảnh đất mà Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam, nhưng mà rõ ràng Huế đi chậm hơn rất là nhiều. Mà tất nhiên nếu mà em gái nhà em ở Huế thì chắc chắn là đầu tư ở Huế sẽ hiệu quả cho em này. Thì em tìm những cái nơi nào mà nó gần sông, gần hồ để em đầu tư, đúng không ạ? Thì đấy là cái mà lựa chọn và hiệu quả cho mình. Nhà mình ở Huế là mình muốn đầu tư ở Huế thôi, đúng không ạ? Ok rồi, để trả lời một các bạn câu hỏi. Bạn Bùi Thị Thu Anh hỏi là em chào anh Sơn, em ở Đơn Dương, Lâm Đồng là viên FR. Ở Lâm Đồng thì đầu tư đất sao, huyện nào thì tiềm năng? Em gái thân mến, em là Thu Anh, em là ở Lâm Đồng, và nếu mà nhà em ở Đơn Dương thì em đầu tư ở Đơn Dương tốt nhất. Các huyện mà ở xung quanh mà chúng ta nhìn thấy Lâm Đồng thì đó là Đà Lạt, đúng không ạ? Đà Lạt là số 1. Thì sau đó thì là chúng ta nhìn thấy một số các thành phố như là thành phố Bảo Lộc, đúng không ạ? Nhưng mà Đà Lạt số 1, quanh Đà Lạt và quanh sân bay có hai cái điểm mà Thu Anh cần chú ý, mà hai cái đấy chắc chắn là sẽ tăng giá. Một là xung quanh Đà Lạt và hai là xung quanh sân bay Liên Khương, đúng không ạ? Bởi vì đấy là cái hạ tầng cơ bản. Một là xung quanh Đà Lạt và hai là xung quanh sân bay Liên Khương. Thì nhà em ở chỗ đấy là em cứ đầu tư xung quanh gần đấy là cụ thể. Đầu tư gần sân bay là chỉ có tăng giá, đầu tư gần Đà Lạt là chỉ có tăng giá. Ví dụ như Đà Lạt chúng ta nhìn thấy là trong cái thời điểm này mà có những cái khu vực giá đất tăng gần 500 triệu một mét vuông, thì các bạn có thể đầu tư xung quanh ở Đà Lạt cách khoảng 30-50 cây đều có thể đầu tư được. Và các bạn đầu tư xung quanh cái sân bay Liên Khương là đều có thể hiệu quả. Mình lên Đà Lạt rất là nhiều lần, và trong thời gian vừa qua thì mình cũng đầu tư khoảng tầm 30 hecta ở trên Lâm Đồng, và trong thời gian tới mình vẫn tiếp tục đầu tư tiếp. Thì để chia sẻ với các bạn là đấy là những cái nơi mà chúng ta đầu tư, và mình tiếp tục đầu tư là xung quanh Đà Lạt và xung quanh sân bay Liên Khương. Và nếu mà em ở trên Đơn Dương thì em có thể em xem thấy là bên Novaland người ta đã làm vậy, mình gõ Google thôi, Novaland ở Lâm Đồng, thì em xem người ta đầu tư ở đâu. Nhà mình mà mình ra chỗ gần đấy mình đầu tư là hiệu quả. Đơn Dương cho em mà đầu tư cũng trở nên rất là tốt. Thì đấy là cái mà lời khuyên sát sườn nhất và hiệu quả cho em, đặc biệt là em là học viên của Thu Anh, học viên của FR, đúng không ạ? Thì đấy là cái lời khuyên mà sát sườn nhất mà anh có thể chia sẻ.
ở chỗ nhà em hoặc là xung quanh Đà Lạt, hoặc là xung quanh thành phố Đà Lạt, hoặc là xung quanh sân bay Liên Khương là hiệu quả. Nguyễn Thúy, cần không đồng sở hữu ngay căn hộ cao cấp ở đại đô thị đáng sống nhất thành phố Hồ Chí Minh, 2 năm sau mới tiếp tục thanh toán phần còn lại. Chắc là chúng ta khu vực này, khu vực Ocean là khu vực mà bị Park không ạ, Grand Park không ạ. Bạn Phan Minh Tân, chào anh Sơn, với tình hình chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, giá cả hàng hóa, xăng, vật liệu xây dựng gần đây đều tăng thì năm sau có xảy ra lạm phát cao không? Nếu lạm phát thì ngân hàng tăng lãi suất liệu có ảnh hưởng thế nào đến bất động sản hay không? Cảm ơn anh rất là nhiều. Câu hỏi của bạn Phạm Minh Tân rất là hay. Hiện tại bây giờ các bạn nhìn thấy rằng là có anh chị nào nữa để em hiện tại thì chúng ta nhìn thấy rằng là giá xăng là vừa mới tăng cao đúng không? Tăng cao kỷ lục, cộng với cả vật liệu xây dựng, giá thép, cộng với cả một số những cái hàng hóa tăng giá, nhưng mà hàng hóa tăng giá bởi vì cái chuỗi cung ứng toàn cầu bị gãy bởi vì là Covid là chỉ một phần thôi. Cái thực tế là gì? Là bởi vì cái lượng tiền được in ra gói kích cầu không phải chỉ ở Việt Nam mà ở toàn bộ trên các nước thế giới không ạ? Ví dụ như năm ngoái là ở Mỹ in ra khoảng tầm gần 2.000 tỷ để kích cầu phát cho người dân đúng không ạ? Và ở các nước châu Âu và Nhật Bản cũng làm tương tự như vậy. Thì các bạn thấy rằng ở châu Âu, ở Nhật Bản, ở Mỹ bởi vì Covid người ta kích cầu và in tiền, và bởi vì khi người ta in tiền ra thì đồng tiền nó mất giá trị, và khi mà đồng tiền nó mất giá trị thì cái hàng hóa bao gồm có vật liệu xây dựng này, bao gồm có xăng này, bao gồm có bất động sản này, chứng khoán đều tăng giá, và bởi vì tăng giá như vậy thì nó dẫn tới cái sự lạm phát đúng không ạ? Nên chính vậy mà các bạn nhìn thấy cái nguồn gốc nó không chỉ đơn giản bởi vì Covid mà nó bởi vì cái số lượng in tiền và cái số lượng được in tiền ra ở trên thế giới. Thì đấy là cái việc trở nên cụ thể, và để như vậy thì chúng ta nhìn thấy rằng lạm phát sớm hay muộn sẽ tác động, và khi mà lạm phát tác động thì có nghĩa là chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là giá cả hàng hóa bao gồm bất động sản ở Mỹ này, ở Canada này, ở Australia này và ở Việt Nam sau mùa dịch và trong mùa dịch vẫn tiếp tục sẽ tăng giá. Nó tăng đến khi nào? Thực tế rằng là nó có thể tăng trong vòng 1 hoặc 2 hoặc 3 năm nữa, cho tới khi mà ngân hàng trung ương hoặc ngân hàng ở trên thế giới đúng ạ, để có thể là tăng lãi suất lên. Mà tăng lãi suất lên không đơn thuần dễ dàng như vậy, bởi vì cái nền kinh tế ở trên thế giới nó nợ quá nhiều rồi, và để kích cầu thì khả năng cao là tăng lãi suất nó lại sẽ gây ra khủng hoảng nền kinh tế, và chính vậy mà cái quá trình nâng lãi suất nó không dễ như chúng ta tưởng. Và chính vậy mà nếu mà các bạn mà chúng ta đầu tư tài chính ấy, chúng ta đầu tư vào cổ phiếu thì chúng ta phải trở nên rất là cân nhắc, nhưng mà nếu mà các bạn đầu tư vào bất động sản thì trở nên chắc chắn, bởi vì hiện tại một cái lượng tiền rất là lớn đầu tư vào những tài sản tài chính bao gồm cổ phiếu này, bao gồm cả Bitcoin, bao gồm rất là nhiều những đồng coin khác nhau mà chưa biết sử dụng là cái gì đúng không ạ? Và chúng ta nhìn thấy là tài sản bao gửi vào cái tài chính rất là lớn, và bởi vì như vậy nên là nếu mà cái nền kinh tế mà có bị vỡ hay là lãi suất tăng lên thì cổ phiếu hay là chứng khoán sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. Nhưng trong khi đó thì cái tài sản thật, ví dụ như là bất động sản, đất đai, hay là ví dụ như một số tài sản như vàng bạc đều có thể giữ giá được. Thì đấy là cái mà nơi mà các bạn nên chuyển tiền. Nếu mà chúng ta đầu tư từ chứng khoán mà lo cái lãi suất tăng lên thì chúng ta nên chuyển tiền từ chứng khoán sang bất động sản, các bạn sẽ hiệu quả và giúp ích cho các bạn. Bạn ta đây mình trả lời như vậy được chưa ạ? Và đấy là cái mà mình chia sẻ. Và nếu mà các bạn mà nhớ rằng là chúng ta mà chưa hiểu những cái gì mà mình chia sẻ lắm thì các bạn có thể tham dự vào trong chương trình FR để các bạn có thể nắm bắt được thông tin hơn đúng không ạ? Ok. Đây là một số các bạn đúng không ạ? Chúng ta vào. Bạn Bùi Thu Thị Thu Anh là em là học viên FR mới ở Lâm Đồng thì mua đất sào thì tầm giá bao nhiêu được mua? Em Thu Anh thân mến ơi, em ở Lâm Đồng em phải đi hỏi chứ. Em đến bất cứ một cái công ty môi giới bất động sản nào và em hỏi là một sào đất thì bao nhiêu tiền, đúng không? Chứ còn bây giờ mình nhà mình ở Lâm Đồng, mình lại ở Đơn Dương mà mình không đi hỏi mà em hỏi anh thì lạ quá, đúng không? Thì em phải nên hỏi thì để chia sẻ. Ok, nhân tiện thì là trong lúc mà mình đang suy nghĩ thì tóm lại là các bạn chúng ta học FR, chúng ta phải khi mà mua đất thì các bạn phải nên đi xem là chúng ta phải nên đi xem đất ở đâu và giá như thế nào, sau đó các bạn hỏi mình thì nó cụ thể hơn rất là nhiều. Phần nhà mình ở Lâm Đồng, Đơn Dương mà mình lại hỏi anh là giá đất một sào là bao nhiêu tiền. Em đi hỏi bất cứ một bạn môi giới nào đó hoặc một cái văn phòng nhà đất nào đó ở Lâm Đồng đúng không, ở ngay chỗ khu vực nhà em thôi, Đơn Dương thôi đúng không, hay em ta Lâm Hà em hỏi, người ta đều trả lời cho em rất là cụ thể.
Bạn Dương Văn Sang, anh Sơn cho em hỏi đầu tư bất động sản ở Bình Định đầu tư tốt không anh? Bạn Dương Văn Sang thân mến, nếu nhà bạn ở Bình Định thì bạn nên đầu tư ở Bình Định, đúng không? Để mình nói vẫn rất chia sẻ như vậy rất là cụ thể. Bạn Nguyễn Thanh Huyền, anh Sơn cho em hỏi thời điểm này có nên đầu tư ở Bitcoin không? Thời điểm này có nên đầu tư Bitcoin không? Để mình xem là Bitcoin bây giờ giá bao nhiêu. Bitcoin bây giờ em kiểm tra cho anh giá Bitcoin bây giờ bao nhiêu. Đã Bitcoin thời điểm này là 61.000 đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy giá 61.000 và đồng Ether là 4.300 đô một đồng. Có hai đồng mà chúng ta nhìn thấy, một là đồng Bitcoin là giá là 61.000 đồng, 61.000 đô tương ứng là khoảng 1,5 tỷ là một cái đồng Bitcoin, và đồng ETH đúng không ạ? Ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy là Facebook vừa mới chuyển sang tên là Meta. Meta là Metaverse, Metaverse là một thế giới thực tại ảo. Và cái đồng ETH ấy, đúng không ạ, là cái đồng mới nó làm cho những thế giới thực tại ảo. Và chính vậy với đồng nó tăng giá. Thì mình nghĩ rằng là các bạn có thể mua những cái đồng như thế này, các bạn có thể mua ít ít được. Mua một chút đồng Bitcoin, một chút đồng với ETH, nhưng mà tất nhiên không phải mua thời điểm này, chờ nó giảm giá đã. Bây giờ cái giá nó đang đỉnh cao như thế này mà chúng ta mua. Có rất là nhiều các bạn rất là lạ, cứ giá đỉnh cao lịch sử chúng ta mua, đúng không ạ? Ví dụ như là chứng khoán cách đây hai hôm đỉnh cao lịch sử thì mình mua đúng đỉnh cao lịch sử, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta chạm đỉnh thì nó phải đi xuống mà. Giá Bitcoin nó chạm đỉnh cao lịch sử thì mình mua đúng đỉnh cao lịch sử. Vậy là đấy là gọi là đu đỉnh, đúng không ạ? Và các bạn thấy rằng là những bạn mà chúng ta chưa có kiến thức hoặc chúng ta mà mới về làm đầu tư ấy, thì các bạn thấy rằng là đấy là một trong những sai lầm lớn nhất của các bạn. Phần lớn 90% nhà đầu tư mất tiền bởi vì chọn sai thời điểm. Có nghĩa là sao? Khi mọi người ồ ạt mua, khi mà giá ở đỉnh thì mình mua, đúng không ạ? Và khi mà giá ở đáy thì mình bán. Còn thực tế các bạn phải mua ở đáy và bán ở đỉnh, đúng không ạ? Thì tại sao kiến thức nó giúp ích cho các bạn trở nên rất là nhiều. Nhưng quay lại hỏi bạn, trả lời bạn Nguyễn Thanh Hiền là em nên mua Bitcoin mà em chờ giá nó xuống thêm một tí đã, đúng không? Có thể xuống khoảng là 40.000 đô thì em nên mua Bitcoin, hoặc Ether thì em có thể mua Bitcoin. Nhưng mà quan trọng hơn là thì em nên có một kiến thức dài hạn về Bitcoin và tham dự một số những khóa học về Bitcoin để em có thể có kiến thức về Bitcoin, để em hiểu hơn về Bitcoin. Thì đấy là cái mà mình suy nghĩ về Bitcoin, trả lời cho bạn Nguyễn Thanh Huyền. Bạn Bảo, anh ơi làm chùm bất động sản có dễ không anh? Bạn Bảo thân mến, em thân mến, chắc chắn là không dễ. Cũng giống như bất cứ một cái ngành nghề nào, đúng không? Để chúng ta thành công trong lĩnh vực nào thì các bạn đều phải đòi hỏi rất là rất nhiều thời gian. Cá nhân của mình, các bạn nhìn thấy rằng công ty Babylon là một công ty số 1 trong lĩnh vực về đào tạo, hội thảo, seminar về giáo dục. Cái công việc này mình làm trong vòng 12 năm và mình xây dựng từ cái công ty từ con số 0, doanh thu con số 0 cho tới doanh thu là 400-500 tỷ một năm, đúng không ạ? Và mở rộng ra mảng từ trẻ con, trẻ em, người lớn cho tới trường học, cho tới là bất động sản, cho tới là khách sạn. Thì để các bạn nhìn thấy rằng là đấy là một cái nỗ lực, một cái quá trình trong rất là nhiều năm, đúng không ạ? Và sau đó thì khi mình kiếm được tiền thì mình chuyển sang đầu tư bất động sản. Thì đấy là cái cách thức mà mình làm. Nếu mà những bạn nào mà hỏi những câu hỏi thế thì nhớ là đọc cái sách Đám Làm Giàu, đúng không ạ? Và những bạn nào mà muốn mình tặng sách Đám Làm Giàu cho các bạn thì hãy ghi tên và số điện thoại, hãy like và share, và sau đó mình tặng cho các bạn. Mình sẽ ký như này. Phần lớn các bạn thấy rằng là khi mà mình livestream này mình trả lời các bạn thì đều phần lớn là các bạn và các anh chị ở độ tuổi 35, 40, 50, 60, các bạn có tài chính tích lũy này. Người thì có vài tỷ đồng, người thì có vài chục tỷ đồng, vài trăm tỷ đồng. Mà nếu mà các bạn chưa biết để làm cái gì và để thay đổi cuộc sống của mình thì hãy có thể ghi tên vào số điện thoại và mình sẽ tặng cho các bạn cuốn sách Đám Làm Giàu này. Mình sẽ gửi cho các bạn chuyển phát nhanh tận nhà các bạn, đúng không ạ? Để các bạn có thể hiểu một phần là cái công việc của mình và tại sao mình làm những công việc như này, và đồng thời có kiến thức để giúp ích cho các bạn thu được tài chính và biết cách đầu tư một cách hiệu quả, đúng không ạ? Thì đấy là cái mà nó dễ dàng, thông điệp sách miễn phí đó tặng cho các bạn. Và các bạn chỉ cần like và share cái fanpage của mình và sau đó ghi tên vào số điện thoại, đúng không ạ? Thì đấy là cái mà một tuần mình đều có thể làm như vậy. Ok, đấy là một số các bạn, trả lời một số các bạn. Hôm nay các bạn hỏi nhiều quá. Bạn đường đất mặt đường Cam Lâm vào hàng VIP, Đà Nẵng tăng trưởng từ năm 2015-2019, Hội An 6-10, bây giờ là 40 triệu. Chắc là em trai là mặt đường Cam Lâm là đang bán đất Cam Lâm, đúng không? Rồi, ok. Chú Quệ, chú Quệ chúc anh và doanh nghiệp ngày càng phát triển. Cảm ơn chú Quệ rất là nhiều. Nhìn hình ảnh của bạn chú Quệ này đã lập gia đình rồi, đúng không ạ? Không biết là vợ của bạn có phải là chị Hằng không?
đúng không? Để chia sẻ với các bạn đúng không ạ? Bạn Phạm Ngọc Tuấn cuối tuần lại được chia sẻ từ anh. Ok, ok, chào bạn Phạm Ngọc Tuấn. Bạn Hữu Nghị đầu tư 3 năm 5 xin anh ạ, rất là biết ơn anh. Vâng, anh Hữu Nghị thân mến, thực tế rằng là nếu mà anh đầu tư 3 năm và 5 năm ở Bình Thuận là anh thắng, chắc chắn là thắng đúng không ạ? Anh Hữu Nghị không biết là anh còn nghe livestream không, nhưng mà nếu mà anh đầu tư ở Bình Thuận 3 đến 5 năm là chắc chắn là anh thắng, và cái số tiền anh đầu tư là trở thành hợp lý. Vấn đề vị trí như thế nào và cái pháp lý mà mình đầu tư là như thế nào thôi được không ạ? Còn anh đầu tư 3 5 năm là chắc chắn thắng. Ok, đấy là cái mà mình chia sẻ với cả chúng ta ở trong. Chào bạn Quỳnh Đặng, chào anh Sơn, chào bạn Quỳnh Đặng. Ok, chắc là phải làm cái gì đó cho nó vui vui thì đúng không nhỉ? Một số các bạn đang livestream ở trong chương trình chúng ta. Bạn chị Trần Thúy Hằng, em trả lời chị mấy lần rồi, không biết chị nghe chưa? Chị Hằng rất là ở Đức ngoạn, rất là dễ thương. Ở Đức mà cứ nhăm nhe bán đất bất động sản để đi vào Phú Quốc đầu tư mà còn chưa biết đầu tư vào đâu cả. Thì các bạn nhìn thấy rằng là học viên FR có rất là nhiều các bạn dễ thương ạ. Có một số các anh chị đúng không ạ, giống như là chị Tố Nguyên vừa xong, là chúng ta nhìn thấy rằng là học FR mà chưa biết là đầu tư bao giờ cả đúng không ạ. Thì đấy là cái mà chúng ta nhìn. Ok, các bạn chờ mình tí một tí. Ok, để mình giao lưu với cả các bạn. Ok, đấy là một số. Ôi chết rồi, anh lại quét, cho anh xem lại, anh lại quét cái này. Ok, đây là một số các bạn và chúng ta làm. Chứ là hình như là anh lướt cái chỗ này rồi. Ok, không sao. Bạn Tuấn Anh, tài sản bất động sản khi nắm giữ có lợi ích gì ngoài những yếu tố anh Sơn vừa chia sẻ về tư duy, ý tưởng, lãi vốn dòng tiền thì còn gì nữa không anh Sơn? Và Tuấn Anh hỏi là tài sản bất động sản nắm giữ có lợi ích gì? Tài sản nắm giữ lợi ích, một trong những lợi ích quan trọng nhất là tránh đồng tiền mất giá. Các bạn nhìn thấy cái đồng tiền của Việt Nam đúng không ạ, và đồng tiền trên thế giới đều mất giá cả. Và bởi vì mất giá như vậy nên chính vì vậy mà đặc biệt là đồng la Mỹ, người ta in ra một số lượng tiền rất là mất giá. Nên chính vậy mà một trong những cách thức mà để chúng ta làm là chuyển cái đồng tiền giấy của chúng ta sang tài sản thật là bao gồm bất động sản, bao gồm bất động sản, bao gồm vàng bạc đúng không ạ. Thì đấy là những cái cụ thể. Và các bạn thấy không phải ngẫu nhiên mà bây giờ Bitcoin tăng giá. Bitcoin hiện tại bây giờ tăng giá là gần 61.000 một Bitcoin, tức là khoảng 1,5 tỷ mua được một căn chung cư. Đúng không ạ? Thì các bạn nhìn thấy đấy là cái tài sản không sơ được mà có thể tăng giá như vậy. Thì chính vì vậy mà chúng ta nhìn thấy bất động sản là cái nơi mà sơ được. Và khi mà đồng tiền người ta in quá nhiều và đồng tiền mất giá thì cái tiền sẽ chuyển sang những tài sản cơ bản. Đó là tài sản thật, đó là bất động sản, đó là vàng bạc, đúng không ạ? Hay là đó là một phần có thể là Bitcoin này. Tùy thuộc vào các bạn để trong cái chương trình mà chúng ta làm. Nhưng mà bất động sản có lợi ích gì nữa? Lợi ích cơ bản là khi bạn đầu tư thì sẽ thay đổi cuộc đời của các bạn, đúng không ạ? Nó đem lại cho chúng ta nhà ở. Nhưng mà nếu mà các bạn đầu tư mà đúng không ạ? Ví dụ như là hôm trước mình có giao dịch, đúng không ạ? Mình mua lại của một cái cô này, cô ấy làm vợ chồng làm nhà giáo đấy, cũng không có tiền. Thế nhưng mà ngày xưa mua một cái miếng đất là cách đây lâu rồi, 10 năm rồi, 11, 12 năm rồi, mua một miếng đất là khoảng tầm 4 triệu một mét vuông, đất ở xung quanh thành phố, xung quanh Vendô ở Hà Nội, bây giờ bán là 19 triệu, 4 triệu mét vuông bây giờ là 19 triệu, tức là ngày xưa cô ấy mua là 1 tỷ 6, 1 tỷ 7, bây giờ bán được khoảng 7 tỷ. Thì cái số tiền như vậy các bạn nhìn thấy trong vòng 10 năm, cái số tiền này nó nhiều hơn rất là nhiều, gần gấp 5 lần đúng không ạ, là số tiền nhiều hơn rất là nhiều so với cả người ta đi làm đúng không ạ, và nó thay đổi cuộc đời của người ta đúng không ạ. Thì các bạn nhìn thấy là 1 tỷ 6, 1 tỷ 7 mà lên thành khoảng tầm 7 tỷ, thì cuộc sống người ta nó sẽ trở thành thay đổi. Thì đó là cái lý do mà tại sao mà các bạn đầu tư bất động sản nó thay đổi cuộc sống của chúng ta. Nó giúp ích khi mà các bạn kiếm tiền bằng cái mồ hôi công sức của bạn rồi. Thì các bạn phải biết dùng tiền để sinh ra tiền, đúng không? Đấy là cái việc mà mình vẫn nói với cả các bạn, với cả một số các bạn trai thì chúng ta dùng tiền để chúng ta có thể mua nhà ở, hay là có thể đưa cho con đi học, hoặc các bạn có thể mua xe ô tô. Nhưng mình rất thích xe ô tô, mình thích mình có Maybach, có mấy cái xe liền, bây giờ mình thích mua Rolls Royce, đúng không ạ? Thì ví dụ một cái nhà mình bán bây giờ là mua tư sức một cái Rolls Royce thôi. Thì để mình có hàng trăm cái nhà thì bán một cái nhà thôi là có thể mua được một cái Rolls Royce thôi, đúng không ạ? Thì mình lấy ví dụ như thế. Thì các bạn thấy rằng là nó thay đổi cuộc sống chúng ta. Sở thích thôi, không phải ai cũng thích Rolls Royce cả, đúng không ạ? Không phải ai cũng thích xe xịn cả, nhưng mà mình thích, tại vì
đấy là đàn ông mà chúng ta có những cái sở thích tương tự như vậy, thì đấy là cái việc mà chúng ta làm. Hay là các bạn có thể đi du lịch vòng quanh thế giới, như mình là hết dịch là chắc chắn là mình đi. Các bạn có thể mua một cái quốc tịch nước ngoài, đúng không ạ? Chúng ta có thể ở bất cứ nước nào mà chúng ta muốn. Ví dụ như là bây giờ các bạn có thể sang châu Âu với chỉ khoảng tầm 4 tỷ đồng, các bạn có thể sang sang Úc với chỉ có khoảng tầm 10 tỷ, các bạn có thể sang Mỹ với giá khoảng tầm 15 tỷ. Thì các bạn có thể lựa chọn nơi mà mình sống, nơi mà con cái mình sống, đúng không ạ? Các bạn có thể mua những cái gì mà mình thích. Thì đầu tư bất động sản là một trong những cái kênh đầu tư mà giúp ích cho các bạn để có thể biến cái suy nghĩ và biến cái giấc mơ của mình trở thành sự thật. Mình thì sống, mình thích những cái cuộc sống mà nó mình có thể làm từ thiện, đúng không ạ? Chúng ta nhưng mà chúng ta kiếm được tiền mà bán bất động sản tốt và kinh doanh bất động sản tốt thì chúng ta có thể làm từ thiện nhiều hơn. Mình lấy ví dụ như vậy, đúng không ạ? Thì để chia sẻ với các bạn tối nay một cái. Ok. Bạn một số các bạn ở trong cái chương trình. Những bạn nào mà chúng ta là học FR mà chúng ta chưa nhận được sách ấy, thì chúng ta nhớ là liên hệ với cả Thủy, đúng không ạ? Thì các bạn yên tâm là Thủy sẽ tặng sách và chuyển phát nhanh cho đến các bạn. Đôi khi là nhiều các bạn tham dự quá hoặc là cái địa chỉ nó chưa chính xác. Nhưng mà các bạn yên tâm là đây là quyền lợi của các bạn mà. Thì chúng ta các bạn cứ liên hệ với Thủy, Thủy sẽ gửi sách cho các bạn, đúng không ạ? Để chúng ta làm. Bạn Phạm Quỳnh Anh bảo gì ạ? Bao giờ hỏi Sài Gòn học offline? Sài Gòn học ở Hà Nội thì chúng ta dự kiến là ngày 7 tháng 11 là chúng ta có cái chương trình offline đầu tiên cho các bạn mà học bạn mới, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ chia ra thành 3 buổi, bởi vì cái lớp của chương trình của chúng ta không được đông quá 150 người thì mình sẽ chia ra. Thì các bạn ở Hà Nội thì chúng ta nhớ là Thủy sẽ gửi email và thông tin cho các bạn trong thời gian tới. Với các anh chị ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì mình rất là muốn để gặp gỡ các bạn và anh chị, nhưng mà chúng ta thấy rằng là với việc nhà nước đang ngăn cấm như thế thì chúng ta chắc là phải chờ khoảng tầm một tháng nữa thì chúng ta sẽ gặp nhau ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Và để như vậy thì các bạn và anh chị chúng ta nhớ rằng là nhớ tiêm vaccine đầy đủ ạ. Các bạn nhớ tiêm vaccine 2 mũi để vào khách sạn, các bạn người ta kiểm tra rằng là chúng ta ok và chúng ta ngồi với cả nhau, bởi vì mỗi một cái buổi hội thảo bây giờ chỉ tổ chức được khoảng 150 người thôi, và chúng ta phải ngồi cách vã ra nhau ra. Thì đấy là cái mà mình chia sẻ cùng các bạn ở Hà Nội và ở thành phố Hồ Chí Minh. Ok, bạn Tiểu Tuyết Anh Sơn ơi, lên mua cổ phiếu mã Lào. Bạn Tiểu Tuyết thân mến, lên mua cổ phiếu mã Lào. Chúng ta thì anh cũng không biết là lên mua cổ phiếu mã Lào cả. Anh trêu em một tí thôi, nhưng mà không biết là em ở đâu, em là người Nam Định hả? Đúng không? Thì em biết nên mua cổ phiếu mã Lào. Mình vẫn nói với các bạn, nếu mà các bạn mà ngơ ngác trong thị trường tài chính các bạn, thì các bạn thấy rằng là đây là thị trường chứng khoán đang là đỉnh lịch sử, đúng không ạ? Chúng ta đừng mua ở đỉnh, các bạn, chúng ta mua ở đáy và chúng ta bán ở đỉnh. Anh nghĩ Thủy chắc là hôm nữa mình mua cái bảng đi nha, trong tuần sau đi nha, để một cái bảng đi. Mình mua ở đáy và bán ở đỉnh, đúng không ạ? Chúng ta mua ở đáy nó giống một cái hình xin này, mình mua cho anh cái hình vẽ này, cho anh cái tờ giấy, đúng không ạ? Ở đỉnh ở đáy như thế này, để các bạn nhìn thấy ở đây, đúng không ạ? Thì đây là đỉnh và đây là đáy. Đỉnh, đáy. Đáy là mua và đỉnh là bán đó ạ. Thế thì đây là cái mà chúng ta nhìn thấy. Ở đây là cái đỉnh và đáy. Thì việc của các bạn là gì ạ? Là chúng ta mua ở đáy và bán ở đỉnh. Ở đỉnh là nơi mà tất cả mọi người ồ ạt mua thì chúng ta bán. Và ở đáy nơi mọi người ồ ạt bán thì chúng ta mua. Đơn giản như vậy thôi. Nó giao dịch ở trong để kiếm tiền rất là đơn giản. Mua ở đáy và bán ở đỉnh. Được không ạ? Và ở đáy là cái nơi mọi người sợ hãi, thì đó là cái nơi mà bạn cần phải mua, cần phải có sự dũng cảm để mua. Và ở đỉnh là cái nơi mà các bạn mọi người tham lam thì các bạn cần phải bán. Đơn giản như vậy. Các bạn chơi chứng khoán, Bitcoin và bất động sản đều tương tự như nhau. Và người ta vẫn nói là gì ạ? Thành công là 80% là tư duy và 20% là kỹ năng. Đấy, thì chính vậy mà tư duy của các bạn hay tâm lý của các bạn trở nên rất là quan trọng. Nên nếu mà bây giờ mà các bạn mua chứng khoán nó rất là nguy hiểm. Bởi vì ta là đỉnh lịch sử mà. Người ta lên đỉnh thì nó có khả năng đi xuống tiếp. Nên là bây giờ đây không phải là thời điểm mà các bạn mua chứng khoán, đây không phải là thời điểm mà các bạn mua Bitcoin. Đồng ý không ạ? Chứng khoán thì mình bán sạch này, mình kiếm mớ tiền trong năm 2021 rồi mình bán sạch này, trước khi nó đi lên đỉnh, đúng không ạ? Bao giờ mình chờ xem nó khủng hoảng tiếp thì mình mua vào thôi. Nó còn nếu nó không khủng hoảng thì sao? Thì mình chờ tiếp, đúng không ạ? Nhưng mà mình chuyển tiền sang đầu tư sang bất động sản, bởi vì bất động sản ở rất nhiều nơi ở Việt Nam bởi vì dịch nên là bất động sản giá còn rất là rẻ, và đấy là cái thời điểm mà đây là thời điểm mà các bạn phải mua bất động sản, đúng không ạ? Thì chứng khoán và Bitcoin đây là cái thời điểm mà các bạn không mua. Bitcoin vừa mới chạm đỉnh lịch sử
Đúng không ạ? Đúng. ETH cũng vừa mới chạm đỉnh lịch sử, hay là ví dụ như là chứng khoán vừa mới chạm đỉnh lịch sử thì chúng ta được mua. Chúng ta phải chờ xuống, chờ đáy chúng ta mới mua. Đúng không ạ? Thì đấy là đơn giản. Để trả lời bạn Tiểu Tuyết. Bạn Tiểu Tuyết thân mến, anh đang nhìn thấy em ở đây là em người theo dõi thâm niên. Thâm niên là bao lâu thì? Không biết là các bạn thâm niên là bao lâu, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà thâm niên thì em nên học FR đi. Các bạn có kiến thức, các bạn sẽ kiếm được rất là nhiều tiền hơn. À, bạn đặt trả lời hỏi tiếp. Thời điểm này đến cuối năm mã chứng khoán nào tăng với anh? Bạn Tiểu Tuyết và bạn Đạt Trần thân mến, các bạn là những F0 ngây thơ và ngơ ngác, và các bạn sẽ là những người mất tiền, đúng không? Để mình rất là chia sẻ. Các bạn sẽ là những người mất tiền, các bạn sẽ đu đỉnh và bán đáy mà, các bạn sẽ là những người mất tiền. Nhưng mà cái chuyện cũng rất bình thường, bởi vì 95% mọi người đầu tư đều mất tiền cả. Thì nếu mà mình mất tiền thì mình nhớ là tỉnh, mất tỉnh sau đó thì nhớ tham dự chương trình khóa học của anh Sơn, đúng không? Để chúng ta thức tỉnh. Các bạn thấy rằng mất tiền là chuyện rất bình thường, mất tiền là một phần trong quá trình. Chúng ta đừng nghĩ rằng là mất tiền là xấu, mất tiền là chuyện rất bình thường. Mà quan trọng nhất là sau khi mất tiền ấy, mình phải học một bài học để lần sau ấy mình không mắc lại sai lầm và mình kiếm được tiền, đúng không ạ? Thì đấy là cái việc mà chúng ta cần phải để chúng ta đầu tư. Và để như vậy thì kiến thức là cái lựa chọn đúng. Nên ví dụ như là mình lấy ví dụ như là cái đợt gần đây, như mình vẫn nói là mình mua Bitcoin từ năm 2017. Tầm nếu mà bây giờ mình vẫn giữ Bitcoin, tầm giá Bitcoin của mình là tăng 65 lần, đúng không ạ? Và trong đợt gần đây thì mình mua khi mà giá Bitcoin nó xuống khoảng tầm 40 ngàn, mình nói cái đấy khoảng 1 tháng 2 tháng đấy, thì mình mua vào, mình mua mấy mấy mớ này đủ thứ cả, thì bây giờ mình đều lãi cả, đúng không ạ? Thì đấy là những cái mà chúng ta biết và chúng ta thấy là kiến thức là lựa chọn rất là thông minh. Các bạn nào chỉ cần nghe mình nói nhiều thôi, livestream miễn phí như này, các bạn chỉ cần hiểu ý của mình thôi, bởi vì mỗi một lần livestream mình đều chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình thực tế. Thì ví dụ như ngày hôm nay, sáng nay mình lại giao dịch bất động sản tiếp, gần như ngày nào cũng giao dịch bất động sản cả, hay mình mua bán, các bạn chỉ cần nghe, bởi vì khi mình nói này không phải lúc nào mình giấu, mình sẽ chia sẻ với các bạn, đúng không ạ? Và các bạn chỉ cần biết rằng là mình mua và bán ở đâu, là cái thời điểm đó là các bạn có thể mua bán rất là tốt và hiệu quả. Bạn Kiều Anh, đúng không ạ? Một bạn cũng là F0 ngây thơ, đúng không ạ? Rất là ngơ ngác, có thể là độ tuổi 20. Anh ơi, mua Bitcoin thì mua kênh nào uy tín? Các bạn mua Bitcoin thì các bạn cứ Google mua Bitcoin là các bạn sẽ thấy có sự uy tín, đúng không? Rất là đơn giản thôi, không khó khăn gì cả. Bạn Phạm Linh hỏi câu hỏi là làm thế nào để giàu có được như anh hay anh Sơn? Để mà có được tài chính như mình thì các bạn đề nghị hãy đọc sách Dám Làm Giàu, và mình đã tặng cho các bạn sách. Các bạn chỉ cần like và share, và sau đó các bạn ghi tên và số điện thoại và mình sẽ tặng sách cho các bạn, được không ạ? Có thể không phải bạn nào cũng có thể kiếm được 1 triệu đô rồi 10 triệu đô, nhưng mà chắc chắn là tài chính của các bạn sẽ thay đổi bằng cách là đọc sách của mình và tặng miễn phí cho các bạn. Mình sẽ chuyển phát nhanh đến tận nhà các bạn, được không ạ? Thì đấy là cái mà mình chia sẻ rất là cụ thể để làm. Nhưng mà chắc chắn để mà thành công trong lĩnh vực tài chính thì nó gồm có cái sự khát khao cháy bỏng của các bạn, đúng không? Đấy là cái việc mà trở thành rất là quan trọng, và nó đòi hỏi sự kiên trì. Mình tích lũy trong rất là nhiều năm, mình bắt đầu kinh doanh từ năm 2004 cho đến bây giờ là gần 20 năm rồi, đúng không ạ? Và sau đó là xây dựng công việc công ty Babylon mở từ năm 2009 và cho đến bây giờ là gần 13 năm tích lũy. Và mình không phải là một trong những người rất là nhanh, mình không phải là người rất là thông minh, thực tế là như vậy, cũng không phải là một người quá nhanh nhẹn, nhưng mà mình là người chịu khó học tập và thay đổi. Đấy là cái mà mình liên tục làm, học tập và thay đổi, và để tích lũy tài chính cho mình một cách chắc chắn. Ok, thì đấy là cái câu trả lời cho bạn Phạm Linh, đúng không ạ? Ok, đấy là một số các bạn. Bạn Thành Trung bảo là gì ạ? Chào anh Sơn, anh đánh giá về thị trường bất động sản Mê Linh trong thời gian tới như thế nào? Giống như rất là nhiều đợt trước mình livestream, là mình đánh cũng giống như anh livestream bao lâu rồi nhỉ? Một tiếng. Cũng giống như lần trước mà mình chia sẻ thì là có ba nơi mà dự định được lên thành phố, mà một đó là Sóc Sơn, Mê Linh và Đông Anh. Và nó có lý do ở trong cái chương trình, có cái lý do là tại sao nó lại mong muốn được lên thành phố, và mình cho thấy rằng là bất động sản ở những cái nơi đấy rất là tiềm năng. Và các bạn nhìn thấy là hiện tại bây giờ trên Sóc Sơn là đang sốt đất, mà một số nơi là sốt cục bộ này, một số nơi mua mặc dù là đất rất là phức tạp, nhưng mà sốt có một số nơi là tăng giá cục bộ. Ở Mê Linh thì hiện tại bây giờ giá chững lại, nhưng mà Mê Linh là một cái nơi rất là gần sân bay, tiềm năng, song song với cả cái đường Võ Văn Kiệt. Nếu các bạn ra sân bay
đi song song cả đường Võ Nguyên Giáp, đúng không ạ? Và chúng ta nhìn thấy là đấy là hai trục đường rất là đẹp. Và nếu các bạn có tài chính và các bạn không ngại pháp lý thì Mê Linh là cái nơi mà các bạn nên đầu tư theo quan điểm của mình, đúng không? Vào trong cái thời điểm hiện tại bây giờ. Và đấy là cái mà mình chia sẻ. Sóc Sơn thì hơi xa quá và pháp lý nó hơi 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 phức tạp, nhưng mà Mê Linh và Đông Anh là cái nơi tiềm năng. Đông Anh thì hơi cao giá này, còn Mê Linh là cái nơi bạn bạn làm, chỉ có điều là pháp lý ở Mê Linh cũng chưa tốt, chính vậy mà nó vẫn chưa tăng giá được, và mua đi bán lại các bạn thấy rằng là cũng hơi khó khăn, nên là các bạn phải tìm hiểu kỹ thông tin trước khi mà các bạn đầu tư, đúng không ạ? Nhưng mà nói một cách khác thì giá bất động sản ở Hà Nội hiện tại bây giờ là không rẻ, để chia sẻ với các bạn như vậy, đúng không ạ? Để các bạn chú ý. Rồi, rất là nhiều các bạn muốn tặng sách mà. Lúc nãy mình ngồi mình nói, bạn Phong Hút, hello, em hy vọng được gặp anh, chúc anh và gia đình nhiều niềm vui. Ok, chào gặp bạn Phong, chúc bạn và gia đình vui vẻ, đúng không ạ? Và hẹn gặp lại các bạn ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Rất là nhiều các bạn mà chúng ta đọc sách, bạn nào mà đăng ký sách thì ghi lại xong rồi gửi cho anh cái tên, anh đọc các bạn nha. Bạn Hiếu Cao, em muốn tặng anh Sơn tặng sách. Ok, tặng sách cho bạn Hiếu Cao này. Bạn Mận Doanh có tên rất là hay, Mận Doanh đúng không ạ? Trần Văn Doanh, à bạn tên Trần Văn Doanh chứ không phải Mận, à cho bạn bán mất đúng không ạ? Bạn bán mất và sau đó thì bạn kia là Mận Doanh mà. Bạn Trần Văn Doanh, tặng sách cho bạn Trần Văn Doanh. Bạn Trương Lương, Lương Văn Trường thì tên Trương Lương ạ, hay bạn Tuấn Văn Hậu. Ok, thì tặng sách cho một số các bạn. Bạn Quỳnh Smile, anh Sơn ơi, làm sao để biết được thông tin giá trị nhà mình, định giá trị thực là bao nhiêu? Làm thế nào để biết được giá trị thực nhà mình là bao nhiêu? Một trong những cái quá trình đó là thì các bạn hỏi những nhà xung quanh họ giao dịch bất động sản là bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Thì từ đấy các bạn sẽ biết được là cái giá nhà mình là bao nhiêu. Đấy là cái việc mà chúng ta nhìn thấy, đúng không ạ? Có ba cách. Có ba cách để xác định về cái giá bất động sản. Một là các bạn hỏi cái giao dịch bất động sản của những nhà xung quanh, ví dụ nhà hàng xóm hay là nhà hàng xóm kế bên ở trên con phố đó, ở dãy phố đó, ở huyện đó, ở tỉnh đó, họ giao dịch là bao nhiêu tiền một mét vuông, thì mình biết là cái tiền nhà mình là bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Thứ hai nữa là các bạn hỏi về hỏi ai ai ạ, hỏi môi giới bất động sản ở cái khu vực đó. Cái thứ ba nữa là các bạn hỏi ai ạ? Thứ ba nữa là các bạn hỏi cái công ty về định giá tài sản ngân hàng, về 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 tài về tài sản. Thì có một cái công ty định giá ấy, họ sẽ đến nhà bạn và họ định giá cho bạn mất khoảng tầm là 4 trên 6 triệu đồng. Thì rất đơn giản như vậy thôi, ba cách. Một là hỏi giá đất của những người xung quanh, của hàng xóm xung quanh nhà mình, đúng không ạ? Thì mình biết là giá xung quanh giao dịch bao nhiêu thì giá nhà mình bấy nhiêu. Cái thứ hai nữa là sao, là hỏi cái công ty môi giới ở gần nhà mình thì bảo người ta qua để người ta xem là giá nhà mình bao nhiêu, bởi vì người ta biết. Cái thứ ba thì là hỏi cái công ty định giá bất động sản, đúng không? Thì có công ty định giá bất động sản họ sẽ đến và họ sẽ hỏi nói với các bạn là cái giá là bao nhiêu. Bạn Chiều Chiều, chào anh Sơn, chào bạn Chiều Chiều. Bạn có tên là Chiều Chiều nghe rất là hay nhỉ, kiểu giống như là Chiều Chiều ra đứng ngõ sau à, trông về quê mẹ rồi tao chín chiều à? Bạn Chiều Chiều. Bạn Hùng Nguyễn, em là fan của Babylon anh Sơn ơi, chào bạn Hùng Nguyễn. Hưng Nguyễn là Hùng Nguyễn đúng không ạ? Bạn Yến Trần, em chào anh Sơn, giờ em có khoảng 1 tỷ mua chung cư Vinhome Ocean Park được không? Bạn Yến Trần thân mến, nếu mà em có 1 tỷ mua chung cư Ocean Park là một lựa chọn tốt và thông minh, và em nên mua, đúng không bạn Yến Trần? Và trước khi mua thì nhớ học FR trước, đúng không ạ? Các bạn nhớ FR trước thì gặp cụ thể hơn. Chị Trần Thúy Hoàng bảo chị vừa bị out một lúc nên không nghe tư vấn, sorry anh, không sao chị. Bạn Quỳnh Smile, anh Sơn rồi, anh trả lời bạn Quỳnh Smile rồi. Bạn Thu Thủy, chị liên hệ Zalo. À với là Thủy anh trả lời đúng không? Đúng không? À, em trả lời đúng không? Rồi ok. Bạn Trần Bằng tuyệt vời. Tuấn Anh, tài sản thực nắm giá bất động sản có giá trị hiện thực và giá trị tăng theo thời gian, đúng rồi ok. Ok, đấy là một số các bạn đúng không ạ?
Rất là nhiều các bạn. Ồ, như vậy là các bạn hỏi rất là nhiều. Mình đang kéo tận phía xuống ở phía dưới ở đây. Bạn Hiền Khổng thì em tiêm 2 mũi rồi. Thầy em ở Lâm Đồng, thầy vào nhớ alo em nhé. Anh em FR Lâm Đồng cũng nhiều lắm nha thầy. Ok, nếu mà mình vào Lâm Hà mình sẽ nhắn tin cho bạn Hiền Khổng, đúng không? Mình vào Lâm Hà mấy lần trước, đúng không? Mình vẫn lên Đà Lạt hoặc là mình mời các bạn lên Đà Lạt mình gặp mình ở trên đấy, nói chuyện của mình trên đấy, đúng không? Bạn Tuấn Anh, anh Sơn đừng phím con gì, cây gì dễ sai lắm đấy. Thế con gì thầy, cổ phiếu à? Để mình nói rằng mình không vào cổ phiếu thời điểm này đâu, mình bán hết rồi, đúng không ạ? Các bạn nhớ rằng là đừng bao giờ mua ở đỉnh lịch sử, đúng không ạ? Đỉnh lịch sử thì các bạn mua vào các bạn chỉ có lỗ thôi, tức là các bạn đừng mua ở đỉnh lịch sử, giá xuống thì các bạn mới mua, đúng không ạ? Ok, đấy là cái việc à, rồi. Bạn Lê Nguyễn Quang Nhật là con theo dõi chú thâm niên. Bạn Tiểu Tuyết, em học FR rồi mà. À thế à? Bạn Tiểu Tuyết bạn hỏi cô gì nhỉ? Để anh xem lại cái. À, cổ phiếu chứng khoán này. Rồi ok bạn, cổ phiếu mình bán hết cổ phiếu rồi. Để mình nói với các bạn là mình bán cổ phiếu cách đây là từ khoảng 2 tháng mà bây giờ mình không mua con gì cả. À, tất nhiên với các bạn học viên FR, nếu mà trong ngày nào mà đẹp trời và mình nhìn thấy thời điểm tốt, mình có những thông tin ở bên trong thì mình lại chia sẻ với các bạn, nhưng mà chắc một năm đây. Một năm chắc mình chia sẻ với các bạn một lần. À, trong thời gian tới mình chỉ chia sẻ với các bạn các cơ hội bất động sản, đặc biệt là cơ hội bất động sản ở Đà Nẵng vào cuối tháng 11. Với những bạn học viên FR thì mình sẽ học viên cũ ấy thì mình mời các bạn đến, bởi vì cái cơ hội này rất là tốt, các bạn có thể kiếm được tiền ngắn hạn và dài hạn. À, thì cái này là cuối tháng 11 với các bạn mà học viên FR cũ ấy thì mình sẽ mời các bạn. Chứ còn là cổ phiếu thì mình đang thấy là đỉnh cao quá mình không vào, bán sạch thì xanh này. Còn khi nào mà có thông tin chắc chắn, tỷ lệ thành công với các bạn, đây là một trong những cái công việc của các bạn mà một trong những lợi ích của các bạn học FR thì là một năm mình sẽ chia sẻ với các bạn một hoặc hai cơ hội mà có thể tỷ lệ thắng thành 90%, đúng không ạ? Thì để giúp ích cho các bạn trong quá trình chúng ta đầu tư. Ok. Rồi đây là một số các bạn hỏi tiếp. Bạn Thảo Huỳnh, có hai người bạn đang làm bất động sản muốn học offline ở thành phố Hồ Chí Minh, có mua vé tham dự với anh không anh Sơn? Ok bạn Thảo Huỳnh thân mến, nếu mà em đăng ký thì em ghi tên và số điện thoại và sau đó bạn Thủy sẽ tương tác với em. Cái chương trình này là chương trình online, gọi là FR online, là 80% là 70% là các bạn học online thông qua trang cá nhân của mình, website của mình. Các nội dung về ghi về video clip về mình đã ghi phụ âm phụ đề và hình ảnh rồi. Và sau đó các bạn học ở nhà, đúng không? Và sau đó thì các bạn hàng tuần nghe mình nghe livestream. Một tuần mình livestream khoảng 1 tiếng rưỡi để trả lời các câu hỏi của các bạn và các bạn có thể hỏi mình. Và cái phần thứ ba nữa là mình có 2 buổi offline ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để có thể gặp gỡ các bạn, thì đấy là cái mà chúng ta, và buổi ở Hà Nội gần nhất là ngày 7 tháng 11, ở Sài Gòn thì chắc là chúng ta phải chờ cho tới tháng 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 12. Tháng 12 em đang, bạn Mỹ An em đang đọc hi hi à, chưa hiểu bạn đang học à, đang đọc sách của mình hả? Rồi ok. À, bạn Đại Hương, chào anh Sơn, đánh giá thế nào về đất Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc? Bạn Đại Hương thân mến, nếu nhà em ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc thì em nên đầu tư ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Còn nếu không thì nếu mà nhà em ở Hà Nội thì em đầu tư ở Hà Nội chắc chắn là tốt hơn, đúng không? Ok. Đây, một số các bạn, hôm nay các bạn tương tác rất là nhiều ạ. Một số các bạn mình còn chưa kịp trượt hết các bạn thì chưa đọc đọc hết trả lời các câu hỏi của bạn. Và Nguyễn Nhật, anh Sơn thấy thị trường Bắc Giang có đầu tư được không? Bạn Nguyễn Nhân thân mến, thị trường Bắc Giang là đầu tư rất là tốt nếu các bạn đầu tư cách đây 3 năm, đúng không ạ? Một trong những cái kỹ năng của các bạn là gì? Là đầu tư trước khi mà thông tin nó xảy ra. Một số các bạn thì bây giờ chúng ta thấy là cứ thông tin xảy ra thì mình đầu tư, đúng không ạ? Chúng ta phải đầu tư trước khi thông tin nó xảy ra. Ví dụ như là các bạn đầu tư ở Bắc Giang là trước khi mà Apple người ta mở nhà máy, đúng không ạ? Hay là đối tác của Apple mở nhà máy ở Bắc Giang thì các bạn nên đầu tư. Bây giờ các bạn đầu tư ở Bắc Giang cũng được, nhưng mà các bạn là người Bắc Giang thì các bạn đầu tư nó hiệu quả hơn. Nên là các bạn thấy rằng là cái thời điểm để mình đầu tư phải rất là quan trọng. Và để như vậy các bạn cần phải có kiến thức, đừng đừng đâm lao, đúng không ạ? Thấy mọi người ồ ạt đầu tư thì không hiệu quả. Bạn Kiều Anh ơi, còn đăng ký tham dự khóa Wealth Mastery có góp mặt của bà Mary Buffett được không? À, bạn Kiều Anh thân mến, được em hãy ghi tên và số điện thoại và sau đó thì các bạn Babylon sẽ gọi điện cho em để tham dự chương trình. Ok, đây là một số các bạn. Ok, những bạn nào mà tặng sách thì cho anh cái list để anh tặng sách. Đây là một số các bạn
mà được tặng sách đúng không ạ? Bây giờ có những bạn, thứ nhất là bạn Hiền Cao, Hiếu Cao, thứ hai là bạn Mận Doanh, thứ ba là bạn Hoàng Ngọc Điệp, Ngọc Diệp, thứ bốn là bạn Nguyễn Nhật, thứ năm là bạn Kiều Anh, thứ sáu là bạn Ông Thị Thu Huyền. Bạn này chắc là họ hàng của bạn Ông Cao Thắng đúng không ạ? Nghe họ ông rất là hay. Thứ bảy là bạn Nghiêm Thị Hà, thứ sáu, thứ tám là bạn Trương Lương, thứ bảy là bạn Trần Bằng, thứ mười là bạn Linh Phan, thứ mười một là bạn Trần Linh Anh, thứ mười hai là bạn Bằng Phạm, thứ mười ba là bạn Mai Anh và thứ mười bốn là bạn Mai Thúy. Thì ok, thì đây là những cái mà để mình tặng cho các bạn đúng không ạ? Mà hôm qua hôm trước này mình có một cái này rất là hay. Mình hôm trước thì là sinh nhật bà xã, mình có đi mua cho bà xã đúng không ạ, một số cái đồ trang sức bằng kim cương. Thì nhân tiện là có thêm mấy cái đồng vàng rất là hay, thì mình đang định để cho Thủy để tương tác thôi. Mai lên bảo chị Liên là lấy cho em cái đồng vàng xuống đây. Tức là cái này tương đối là hay để mình chia sẻ với các bạn, xem các bạn quan tâm không thì chúng ta để chúng ta tương tác thôi. Ok, thì đấy là 14 bạn sẽ nhận được sách. Thì các bạn 5 giờ chiều ngày mai các bạn lên trên trang fanpage thì các bạn sẽ thấy rằng là Thủy sẽ post lên và chúng ta sẽ xem. Đúng không ạ? Thì đấy là cái mà tương tác. Bạn Nguyễn Nhật ở đấy, buổi chia sẻ trước anh của anh em được tặng sách mà gần một tháng không thấy sách tới, nhà em ở ngay Hà Đông, điện thoại. Ok, bạn Nguyễn Nhật mến, những bạn nào mà chúng ta nhận sách mà chúng ta chưa có sách thì nhớ liên hệ với các bạn Thủy đúng không ạ? Và nhớ lên cái trang fanpage của mình thường xuyên. Ví dụ như mình nói là ngày mai là mình sẽ post lên thì các bạn nhớ lên để tương tác đúng không ạ? Và liên hệ với Thủy, có số điện thoại trên đấy rồi. Các bạn nhìn thấy là mình rất là bận việc đúng không ạ? Tặng quà cho các bạn là để cho tương tác. Bây giờ mình đang có khoảng tầm là hơn 2.000 người livestream ạ. Lần nào mình livestream khoảng tầm từ 2.000 đến 4.000. Mình tương tác cho vui thôi và đem lại cái kiến thức cho các bạn và giúp ích cho các bạn đúng không ạ? Khi thì mình tặng sách này, khi thì mình tặng tặng Bitcoin này, khi thì mình tặng bạc này. Hôm qua thì mình mua vàng nên mình muốn đăng thử đưa cho các bạn xem là có nên hay không. Các bạn để chúng ta tương tác thôi. Mà đấy không phải là trách nhiệm. Đấy là chia sẻ để giúp ích cho các bạn tương tác các bạn để làm. Thì các bạn có số điện thoại của Thủy rồi, thì những bạn nào mà chưa sách thì nhớ nhắn tin cho Thủy các bạn để mình có thể mình giúp ích cho các bạn ở trong cái việc mà chúng ta hiệu quả hơn. Có không em? À đây, em đưa cho anh. Đây, hôm trước mình lấy một cái số chỗ này, chỗ thỏi vàng này, tại vì mình muốn làm tương tác cho nó vui mà. Thì mình ngồi mình xem để mình làm bóc ra một cái này. Đây có một cái chỗ đồng vàng này đúng không ạ? Đồng vàng. Đây em bóc ra cho anh cái. Bóc mình có cảm xúc nhé. Đây các bạn nhìn thấy là bảo chị Liên là cho anh cái đợt bạc xong này để mình ngồi mình tương tác lần sau cho nó hiệu quả hơn đúng không ạ? Bởi vì cái bài học của mình và cái chia sẻ của mình nó đều là gì, giúp ích cho các bạn làm sao chuyển tiền mặt sang tài sản thực càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt. Thì tài sản thực là bao gồm có vàng, bạc hay là Bitcoin đúng không ạ? Thì đấy là những cái mà chúng ta nhìn thấy để chúng ta giúp ích cho các bạn đúng không ạ? Cứ xé ra, không phải ê tay đâu, cứ lấy cái dao kéo cắt ra. Rồi xong em nên bảo chị Liên mang cho anh cái thỏi bạc xong này. Nhân tiện là bao nhiêu bạn muốn tặng vàng và bạc đúng không ạ, để chúng ta biết cách chuyển tiền mặt đúng không ạ, tiền giấy sang vàng và bạc, thì nói tôi một cái nào để mình biết là mình đang tương tác với các bạn đúng không ạ. Có hỏi là gì ạ? Anh Sơn cho em hỏi là giờ đầu tư đất Nhân Trạch cách cầu Cát Lái khoảng 15 cây số tốt không? Bạn Phong Võ thân mến, đầu tư Nhân Trạch rất là tốt. Bây giờ giá đất bất động sản ở trong thành phố Hồ Chí Minh quá cao rồi. Và để như vậy thì là cảm ơn anh. Để như vậy thì là ôi trời. Để như vậy thì là nó anh em nói đến đâu nhỉ? Để như vậy thì là cái giá bất động sản thành phố Hồ Chí Minh nó quá cao. Cái cầu Cát Lái sớm hay muộn cũng sẽ xây thôi, mặc dù là 20 năm vẫn chưa xây xong, mà đầu tư ở Cát Lái là rất là tốt. Nếu mặc dù đất ở Nhân Trạch và Cát Lái nó không còn rẻ rồi, nhưng mà nếu mà bạn mà có tiền để đầu tư, mình cho rằng là đầu tư ở Cát Lái và đầu tư ở Nhân Trạch là hiệu quả. Thì đấy là cái mà bạn Phong Võ nên đầu tư. Mặc dù giá đất ở Nhân Trạch là mình đầu tư từ năm 2011 rồi, mình mua rồi mình làm dự án ở đầu tư ở Nhân Trạch rất là lâu, thì đấy là cái mà các bạn có thể suy nghĩ được không ạ? Ông Thị Thu Huyền, ok anh tặng sách cho bạn Ông Thị Thu Huyền rồi, thì Nhân Trạch và Cát Lái cái nơi rất là tiềm năng được không ạ, để các bạn làm.
Rồi, ok, rất là nhiều các bạn muốn tặng sách không ạ? Ok, cảm ơn chị Hằng rất là nhiều. Chào, ok. Bạn Bùi Bảo Toàn, chào anh, tôi ở Tây Nguyên, trước có muốn có sách của anh để được học hỏi, có việc gặp gỡ không? Thì tặng anh sách Bùi Bảo Toàn ở trên Con Tum Đắk Lắk. Con Tum Đắk Lắk. Bạn Hưng Phan, làm thế nào để biết được thông tin trước? Đúng không ạ? Để đầu tư thì các bạn nhìn thấy là nắm được thông tin là một trong những điều chính rất là quan trọng. Thông tin là cái điều thực tế tạo ra cái sự khác biệt, và thông tin và kiến thức, đúng không ạ, tương ứng về kiến thức. Và để như vậy thì các bạn nên tham dự chương trình FR, bởi vì trong chương trình FR mình sẽ nói với các bạn rất là cụ thể và sâu hơn là đường nào sắp xây, cầu nào sắp xây, khu vực nào tiềm năng khả năng lên thành phố và khu vực nào có thể đạt tiền được, đúng không ạ, chủ đầu tư nào sắp ra hàng, đúng không ạ, và các bạn có thể mua sản phẩm ở ngay giai đoạn đầu tiên. Thì đấy là những cái lợi thế rất là cạnh tranh mà các bạn có thể có. Thì bởi vì là ở đây là cái chương trình về livestream, mình không thể chia sẻ quá là nhiều, mà đề nghị chính vì vậy mà mình, những bạn nào mà chưa tham dự FR thì nhớ tham dự FR, đúng không ạ, hãy ghi tên và số điện thoại và tham dự FR, bởi vì đấy là cái nơi mà các bạn kiếm ra rất nhiều tiền, đúng không ạ. Các bạn biết được cái thông tin như vậy là một lần, một cái cơ hội thôi là các bạn có thể đổi đời được. Ví dụ như là với các bạn học viên FR cũ thì các bạn chú ý là cuối tháng 11 mình sẽ mời các bạn đến một buổi và mình sẽ chia sẻ với các bạn một cơ hội đầu tư bất động sản ở Đà Nẵng, và các bạn là người đầu tiên sơ được sản phẩm và chạm được, và khả năng cao là các bạn sơ được ngày hôm tối hôm nay, và ngày mai các bạn bán ra đã ăn chênh tiền. Có nghĩa là sao, là các bạn đã kiếm rất nhiều tiền rồi. Mình không tin rằng ở Việt Nam mình có những cái chương trình như thế, đúng không? Thì đấy là cái mà khóa học nội dung mà nó đem lại cái lợi ích rất là sâu cho các bạn, đúng không? Mình kiếm tiền thật, bởi vì mình kiếm tiền hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ, theo những cái cách thông tin như vậy. Và thông tin như vậy thì chúng ta cần phải biết cái cách nắm bắt được những cái người thông tin để chúng ta chia sẻ. Rồi, ok, thì đấy là tặng sách cho bạn Phạm Quang Chính này, để một số các bạn này. Bạn Quỳnh Đặng, em này không biết FR, anh tặng sách được không? Bạn Quỳnh Đặng, em ghi vào cho chị Quỳnh Đặng cái. Ok, đang để tương tác bạn, để trong cái chương trình mà tương tác của chúng ta, em cứ ghi thêm tên vào tương tác để mình lấy chia sẻ ra, để cái mục đích các bạn nhìn thấy là cái chương trình này của mình. Và FR là một trong những mục đích giúp ích cho các bạn tự do tài chính và trở thành giàu có. Và để giúp ích cho các bạn tự do tài chính và để trở thành giàu có thì giúp ích cho các bạn là sao? Là biết cách để chuyển tiền mặt sang gì ạ? Sang 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 tài sản càng nhanh càng tốt. Và tài sản thực đó là bất động sản, đó là vàng bạc, một phần là Bitcoin nếu mà các bạn có thể nhìn thấy, hoặc là công ty doanh nghiệp, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta có thể biết cách chúng ta làm. Rất là nhiều các bạn thấy là chúng ta ồ ạt, chúng ta nên mua iPhone, đúng không ạ? iPhone nó không ra tiền cho các bạn, iPhone mất 50 triệu đồng mà nó không ra tiền cho các bạn. Mà để mình lấy ví dụ, đây là tiền thật, đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy mình có một cái thỏi bạc, mình vẫn nói đây. Đây là một cái thỏi bạc. Một cái thỏi bạc này là 1 kg, và cái thỏi bạc này các bạn nhìn thấy rằng là phần lớn các bạn đều không biết mà đây là một trong những tiền thật được tồn tại trong vòng 5.000 năm. Và với cái tốc độ và của bạc tăng giá khi mà đồng tiền mất giá thì cái đồng bạc này nó có thể giúp cho các bạn mua được cái nhà chung cư, đúng không? Thì đấy là mình nói, đây là các bạn nhìn thấy có ánh sáng lấp lánh này, đúng không? Đấy, các bạn nhìn thấy thì đây là cái mà mình vẫn hay nói, năm ngoái là mình tặng rất nhiều cho các bạn bạc ấy, đúng không? Mà chúng ta để nhìn thấy, và đây là tiền thật, từ tiền giấy chuyển sang tiền thật cho anh một đồng tiền này. Thì để các bạn nắm, hay là ở đây là vàng, đúng không ạ? Để chúng ta nhìn thấy là hôm qua mình lên chỗ Doji thì mình mua vàng, thì ở đây chúng ta nhìn thấy đây là tiền giấy, đúng không ạ? Đây là tiền giấy này, đây. Còn đây là bạc, đây là tiền giấy, bằng cách chúng ta chuyển tiền giấy của chúng ta, đúng không ạ, sang vàng và bạc. Thì vàng đây là bạc và đây là vàng, đúng không ạ? Vàng thì các bạn nhìn thấy đây một cái đồng vàng, đây là cái này là một đồng vàng, đúng không ạ? Khoảng tầm hơn nửa chỉ, đúng không ạ? Một cái đồng vàng như này đấy, thì nó giống như cái đồng vàng ngày xưa đấy. Ở trên này nó có ghi cái chữ gì, ở trên này nó có ghi chữ là phúc lộc thọ, đúng không ạ? Thì đây là cái đồng vàng, đây là cái đồng vàng, đây các bạn nhìn thấy rất là cụ thể, đúng không ạ? Ở trong cái đồng vàng như thế này thì đơn giản là có cái đồng vàng này, vàng thì các bạn nhìn thấy rằng chắc chắn là lạm phát sẽ tăng giá này, đúng không ạ? Thì đấy là chúng ta nhìn thấy. Thế thì tiện thể thì để mình nói thì mình sẽ tặng cho các bạn những cái này để mang tính giáo dục, đúng không ạ? Thì nhân tiện ở đây có mấy cái đồng ở đây nè, đúng không? Ở đây có mấy cái đồng ở đây mà mình đang có. Ở đây thì việc đầu tiên là tặng cho bạn Thủy một cái đồng đầu tiên đấy. Đây tặng Thủy cho mình đồng đầu tiên, đúng không? Phải nói cảm ơn nhanh chứ. Tặng bạn Mai một đồng này đấy, ok, đừng bán nhé, để làm anh làm lộc thôi, đúng không? Đấy thì đơn giản đấy, các bạn nhìn thấy thì cái này nó không nhiều tiền đâu, đúng không ạ? Nhưng mà vàng thật, vàng đây vàng 24K, nhưng mà để các bạn nhìn thấy là làm thế nào để chuyển tiền, đúng không ạ, sang thành vàng thật như thế này. Đấy các bạn nhìn, nếu mà mình để các bạn nhìn cái đồng tiền này, đúng không ạ, vàng đơn giản như thế này thôi. Thế
Thì cái cách đấy là cách giáo dục và hiệu quả nhất mà chúng ta nhìn thấy, chuyển tiền mặt sang tiền thật là vàng bạc, đúng không ạ, hoặc là bất động sản. Thì đây là cái mà mình nói, đúng không ạ? Thì đơn giản như vậy thôi, để chúng ta có thể nhìn thấy ở trong cái việc mà chúng ta nắm bắt được ở trong cái chương trình. Nhân tiện là mình đang có mấy cái đồng ở đây, đúng không ạ? Bao nhiêu các bạn muốn có một cái đồng vàng như thế này, đúng không ạ? Đấy, mình còn có mấy đồng nữa. Thì bao nhiêu các bạn muốn có cái đồng vàng như này để mình có những bốc thăm trúng thưởng đây, đúng không? Và mình sẽ tặng, và có thể mỗi một buổi mình sẽ tặng đều vàng thật đấy nhé. Tại vì mình thấy là bạc là một cái tài sản mà tăng giá rất là tốt, mà nghe chừng các bạn chưa thấy hào hứng lắm. Bao nhiêu các bạn thích một cái vàng thật như thế này, đúng không ạ? Tặng như thế này thì các bạn nói tôi một cái, đúng không ạ? Thì mình sẽ chuyển phát nhanh cho các bạn đến tận nhà, đúng không ạ? Cái đồng vàng như thế này rất là cụ thể. Và hôm nay chúng ta sẽ bốc thăm trúng thưởng, chúng ta có 20 người là sách, đúng không? Mình sẽ tặng cho các bạn, và Thủy tí nữa sẽ bốc thăm trúng thưởng ngẫu nhiên vào ngày mai, và mình sẽ tặng cho các bạn một đồng vàng như này, đúng không ạ? Các bạn ra chợ vàng, các bạn bán ra là tiền thật ngay, mình đừng bán, đúng không ạ? Cũng giống như mình tặng cho các bạn Bitcoin, cái giá thì Bitcoin cũng tương tự như vậy, nhưng mà chắc chắn là cảm xúc bằng vàng rồi. Thì mình cố tình mình lấy như này để cho chúng ta mang tính giáo dục cao, đúng không ạ? Để một số các bạn nào mà chúng ta chưa biết chương trình FR thì chúng ta biết, một số các bạn cụ thể, chúng ta cụ thể để mình nhìn lại, các bạn nhìn này. Đây là cái đầu như thế này, đúng không ạ? Rất là cụ thể. Đấy, rất là cụ thể như thế này. Và để nhận được cái đồng như thế này, việc của các bạn làm rất là đơn giản, là gì? Like và share, đúng không ạ? Và sau đó ghi tên và số điện thoại, và sau đó tí là Thủy bốc thăm trúng thưởng, đúng không ạ? Các bạn ra tiền, đúng không ạ? Các bạn ra chỉ cửa hàng vàng là các bạn ra là thôi. Mình thì có thể một lần mình mua như này, mình mua hàng trăm, hàng nghìn đồng như này một lúc, đúng không ạ? Nhưng mà cứ một lần như này mình tương tác, mình tặng cho các bạn, coi như là lộc và vui. Đây cũng giống như là mình vừa mới tặng Thủy một đồng, tặng Mai một đồng. Mai đừng thiếu tiền, đừng bạc nhé. Đừng cắt chị, không Mai bảo anh Mai em làm quá đề tặng 70 lần thôi cho ta, đừng coi như là anh sơ tạo lập, đúng không? Mà cũng đừng nói chuyện với cả các bạn khác, đúng không? Các bạn ngồi FR hay các bạn trong công ty bảo tại sao anh sơ tặng mà chưa tặng, thì Tết anh sẽ tặng các bạn trong công ty, đúng không? Còn hôm nay là bởi vì hôm trước anh vừa mới mua xong, anh mua một mớ xong thì anh tặng hai bạn, đúng không? Thì đấy, để các bạn tương tác cho nó vui thôi. Điều kiện để nhận được một đồng vàng trong ngày hôm nay, mình cũng không ý định như vậy, nhưng mà nhận một đồng vàng trong ngày hôm nay, hãy like và share, sau đó ghi tên và số điện thoại, và tí nữa Thủy sẽ bốc thăm cho các bạn, và ngày mai 5 giờ chiều thì các bạn sẽ có. Và cái đồng này mình sẽ gửi đến tận nhà cho các bạn. Và khi mà các bạn nhận được cái đồng này xong ấy, các bạn phải nhớ là post lên và gửi ảnh cho mình để mình biết là các bạn đã cầm tiền này. Đây là tiền thật đấy, đúng không ạ? Rất là cụ thể. Bạc như thế này, cái thỏi này khoảng tầm gần 20 triệu đồng, có khi các bạn chẳng quan tâm, đúng không ạ? Mà cái đồng tiền vàng thật như thế này, mình cam kết là tất cả các bạn đều quan tâm, đúng không ạ? Đây rất là cụ thể để chia sẻ với các bạn. Nhưng cái bài học là gì? Làm thế nào mà chuyển tiền mặt của chúng ta sang vàng, bạc hay bất động sản càng nhanh càng tốt, thì các bạn càng ngày càng giàu có. Đây là cái bài học rất là cơ bản và giúp ích cho các bạn, đúng không ạ? Rất là cụ thể. Ok, các bạn cứ like và share đi, bao gồm cả bạn FR, đúng không ạ? Để chúng ta tiến nữa Thủy bốc thăm trúng thưởng bất cứ bạn nào. Đơn giản như vậy thôi. Mình rất đơn giản, mà có thể là một tuần thì mình lại làm livestream và mình lại tặng cho các bạn một lần như này. Các bạn cứ like và share, và các bạn cứ follow mình, chắc chắn là các bạn nhận được thôi, đúng không ạ? Và các bạn cứ nhận được lộc thì các bạn vui vẻ đấy, đúng không ạ? Thì đấy là cái việc mà mình làm, cũng giống như mình vừa mới tặng Mai hay là Thùy hay là một số các bạn khác, đúng không ạ? Nó về mặt vật chất thì nó không phải nhiều, nhưng mà tất nhiên nó đắt tiền, đúng không ạ? Cũng chả ai hàng ngày tặng vàng cho các bạn cả. Nhưng mà cái bài học viện sau thì làm thế nào chuyển tiền mặt sang tài sản thật, thì đấy là cái việc rất là quan trọng. Ok, thì đấy là cái việc mà mình chia sẻ cùng với các bạn ở trong cái việc mà chúng ta làm. Rồi bây giờ thì để mình trả lời tiếp với các bạn. Bạn Quỳnh Smile, em đăng ký nhận đồng vàng nhé. À, ok, rất là nhiều các bạn quan tâm đồng vàng, đúng không? Rất là thấy hào hứng, đúng không ạ? Em hy vọng được nhận một đồng coin. À, bạn Ngô Minh Trang, tôi. À, bạn Chú Sơn, Lê Quang Nhật, con muốn nhận một đồng vàng. Các bạn yên tâm, hôm nay là ít người comment lắm, nên là sớm hay muộn là các bạn sẽ nhận thôi. Các bạn thấy là bây giờ mình bắt đầu phải tặng vàng, và mọi người sẽ quan tâm, đúng không ạ? Bởi vàng là vàng thật mà. Bạn, mọi người cảm giác nó chưa phê. Tặng Bitcoin mọi người không cảm giác, nhưng mà tặng vàng thật như thế mọi người cảm giác lắm, cảm xúc là nó rất là mạnh, đúng không ạ? Nên là các bạn nhìn thấy rằng là các bạn có thể bán ra ngoài thị trường ngay lập tức được, đúng không ạ? Thì tùy thuộc vào các bạn, đúng không ạ? Để mình ok, rất là nhiều các bạn vừa trong chương trình. Bạn Tuấn Anh, nhân tiện đề cập đến vàng vật chất, anh Sơn cho hỏi liệu khi nào nên chuyển tiền sang vàng và khi nào bán ra. Bạn Tuấn Anh thân mến, mình không biết là bạn đã học FR chưa. Nếu mà bạn chưa học FR thì mình nghĩ là bạn ghi tên và số điện thoại đi để đăng ký để học FR, được không? Thì đấy là cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Bởi vì rằng là để biết được khi nào mà chúng ta mua vàng bạc vào thì là một chuyện, một cái quan trọng là biết cái cách để chuyển tiền mặt sang tài sản thật. Cái này ở trong trường học người ta không dạy, đại học không dạy mà. Chúng ta chỉ biết bán sức lao động để kiếm tiền thôi.
Còn cái người giàu thì người ta biết chuyển tiền sang, bởi vì tiền mặt là tài sản rủi ro lớn nhất trong dài hạn. Nên chính vậy mà cái người nghèo ấy, là người ta cầm tiền mặt và gửi tiền tiết kiệm. Còn người giàu là sử dụng tiền tiết kiệm của người nghèo và sau đó làm giàu. Thế đó tại sao mà các bạn nhìn thấy anh Phạm Nhật Vượng, đúng không ạ? Anh huy động vốn hàng 100 ngàn tỷ để anh đầu tư, là anh huy động tiền từ ngân hàng, đúng không ạ? Và sau đó thì đầu tư vào bất động sản. Thì bằng cách là nếu mà bất động sản các bạn chưa mua được thì chuyển tiền mặt sang vàng và bạc. Là cụ thể nó có những cái được gọi là tài sản, một là vàng, bạc, bất động sản và kiến thức ngày hôm nay cũng trở thành một đồng tiền tệ mới. Thì ngày xưa mà để mình nói với các bạn cái câu chuyện này thôi, ngày xưa mà mình ở bên Singapore, mình làm việc bên Singapore, mình học ở một cái trường học rất là tốt, là trường Đại học Quốc gia Singapore, là một trong 20 trường đại học tốt nhất trên thế giới. Thì mình học vào lúc đấy là mình cũng có kiến thức đấy, và khi đó thì mình đi làm ở ngoài, mình nhớ rằng là mình kiếm được 1.000 đô đầu tiên. Thì các bạn biết không, bởi vì không có kiến thức tài chính thì 1.000 đô đầu tiên của mình là gì? Mình mua một cái điện thoại giống như điện thoại iPhone như bây giờ. Cái người nghèo ấy đã không có tiền rồi thì mua điện thoại iPhone. Có người giàu ấy thì bây giờ mình dạy con mình là khi nào có tiền thì hãy chuyển tiền mua bạc, mua vàng và mua bất động sản. Cháu chưa có thì có thể đầu tư vào công việc kinh doanh. Thì đấy là cái giáo dục mà các bạn có thể làm bất cứ thời điểm nào, bất cứ khi nào. Và khi mà các bạn chỉ cần mua và các bạn chuyển tiền để mua một cái đồng vàng như này thôi là thế giới các bạn rất là khác biệt. Và nếu mà các bạn chưa làm được thì mình tặng cho các bạn một đồng vàng như này. Và các bạn sẽ nhận thấy là gì ạ? Nếu các bạn nhận cái đồng vàng này, cái người mà không có tiền ấy, thì ngay tức các bạn sẽ mang cái đồng vàng này và bán đi và kiếm được mấy triệu đồng, 3-4 triệu đồng gì đó. Còn cái người mà thông minh hơn ấy, đúng không ạ, thì chúng ta giữ lại cái đồng vàng này và chờ tăng giá. Còn cái người mà thông minh hơn nữa thì làm sao ạ? Đăng ký học khóa FR là thông minh nhất. Bởi vì sao? Bởi vì biết cái cách để biến vài triệu đồng thành vài trăm triệu, vài trăm tỷ, vài tỷ và vài trăm tỷ, đúng không ạ? Thì để chúng ta nhìn thấy rằng đấy là cái việc mà có điều rằng là nói nó không hiệu quả, nên là trong chương trình mình phải làm, mình phải làm thế nào đó để tương tác với các bạn hiệu quả, không ạ? Thì hôm trước thì mua một số những cái trang sức cho bà xã mình, mua mớ. Thì ví dụ như mình mua như này khoảng tầm 100 cái đồng vàng như thế này, thì cứ một buổi livestream mình tặng cho các bạn mấy đồng, ví dụ thế. Ok, thì để chia sẻ với cả chúng ta thì để trả lời bạn Tuấn Anh, đúng không ạ? Và bạn Tuấn Anh mà nếu mà thích cái vàng của mình để có cảm giác, đúng không ạ, thì hãy ghi tên và số điện thoại, đúng không ạ, ghi tôi một cái, đúng không ạ, để tí nữa thủy bốc thăm, tí nữa thủy bốc thăm luôn nhé. Thì để em fair và em công bằng cho mọi người để có sự tương tác. Bạn Hùng Nguyên bảo địa đất đai ở Định Quán Đồng Nai vẫn trên tuyến đường đi Đà Lạt thì sao ạ? Bạn Hùng Nguyên thân mến, nếu mà bạn nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh và mua ở Đồng Nai Định Quán thì đều rất là ok, không vấn đề gì cả. Bạn Hùng Nguyên nếu mà là học viên FR rồi thì anh nghĩ là bạn phải hỏi câu hỏi sâu hơn. Bạn Phong, cảm ơn anh Phong rất là nhiều. Bạn hy vọng là có ngày gặp anh Phong và anh Phong tham dự chương trình FR và mình chia sẻ cùng cả nhau. Anh Trương Lương cảm ơn anh Sơn và bạn Thủy. Chúc anh và gia đình và công sự hạnh phúc. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, cảm ơn rất là nhiều các bạn. Các bạn chúng ta chia sẻ. Bạn Phong hút vàng. Anh Sơn đây em tặng vàng. Anh hy vọng là em trúng vàng. Bây giờ em lần trước là em trúng đất này. Đúng không? Em trúng đất rồi thì bây giờ là vàng hy vọng, nhưng mà cái này là anh phải bốc thăm trúng thưởng. Tại vì hôm nay chỉ cần có 2 đồng thôi, đang để làm cho các bạn mỗi một tuần thì có, nhưng mà để bốc thăm trúng thưởng cho các bạn, đúng không ạ? Để sau đó thì sẽ chuyển vào ở trong Thành phố Hồ Chí Minh cho các bạn, hay là ở cho các bạn, đúng không ạ? Ok, rất là nhiều các bạn chia sẻ trong cái chương trình ngày hôm nay và để chia sẻ rồi. Ok, và đấy là cái phần mà trong chương trình. Rất là nhiều các bạn bây giờ mình kéo tới, rất là nhiều các bạn chúng ta like, đúng không ạ? Và share ở trong cái chương trình của chúng ta, ở trong cái đây chương trình. Bạn Công Chuyển bảo gì ạ? Em là học viên FR, cho em hỏi là muốn mua một thỏi bạc như của anh thì địa chỉ nào ở Hà Nội uy tín? Ở Hà Nội có phố Hàng Bạc đấy. Thì các bạn nếu mà mua bạc ấy, thì các bạn hỏi Thủy. Thủy là chuyên gia mua bạc cho mình ngày xưa, đúng không ạ? Thủy bây giờ vẫn còn giữ một ít bạc, đúng không ạ? Thì mớ bạc thì các bạn hỏi Thủy. Nhưng mà các bạn thấy rằng là phố Hàng Bạc ấy là nơi mà bán bạc rẻ, các bạn đều mua được, đúng không ạ? Còn vàng các bạn có thể mua ở bất cứ nơi nào, đúng không ạ? Bạn Phạm Linh là tặng khóa học đi anh Sơn. Em không cần vàng, không cần bạc, chỉ cần khóa học của anh Sơn. Rồi hôm sau tặng vàng. Nhưng mà đừng chê vàng mà bạc em ạ. Anh biết là Linh, nhưng mà đừng chê vàng mà bạc. Đúng không ạ? Chúng ta cứ ngẫu nhiên đi. Nếu mà ai đó mà bảo là anh tặng vàng là anh cần đầu đấy, đúng không? Không phải lúc nào có cái đồng vàng như thế này đâu. Mình nói với các bạn là mình đi tìm tất cả các hiệu vàng, và chỉ có mỗi Doji nó mới đúc cái vàng như thế này thôi. Tại nó vừa gọn, nó không phải là quá nhiều. Và nó không phải ở trong này nó ghi là gì ạ? Và để mình nhìn nhé, ở trong này nó ghi là này. Doji vàng 999, đúng không ạ? Nên các bạn nhìn thấy rằng là hơn một nửa chỉ. Các bạn nhìn thấy rằng không phải chỗ nào mà nó cũng có thể đúc được một cái đồng vàng giống như đồng xu vàng ngày xưa như này đâu. Nên là mình đi tìm mãi đấy. Hôm trước là tình cờ lên cái chỗ trung tâm Doji ở trên chỗ
Cửa Nam ở ở Hà Nội ấy, mà các bạn nhìn thấy là người ta bán vàng ở trên đấy đúng không? Tại vì mỗi lần mình mua rất là nhiều, thì là mình mua đôi lúc mình mua hàng trăm cây cùng một lúc ạ, mua vài trăm cây cùng một lúc thì mình mới thấy cái đồng này, mình bảo à thế nếu không thì mua về để tương tác cùng các bạn mà. Thì các bạn cứ nghe livestream, nếu mà các bạn thích thì cứ một tuần thì mình sẽ tặng cho các bạn một đồng như thế này đúng không, đơn giản như vậy thôi, thì để cho các bạn tạo ra cái sự tương tác với cả nhau cho nó vui. Bạn Hiệp Minh hỏi là gì ạ, khu vực Đà Lạt đầu tư chỗ nào sinh lời? À, khu vực Đà Lạt livestream bao lâu rồi? Khu vực ven Đà Lạt đầu tư chỗ nào sinh lời cao? Khu vực ven Đà Lạt thì các bạn nhìn thấy rằng là ở Đà Lạt có hai nơi để các bạn đầu tư, một là xung quanh Đà Lạt và hai là xung quanh sân bay Liên Khương. Đấy, các bạn cứ Google cho mình, đơn giản hai chỗ thôi, một là xung quanh thành phố Đà Lạt và hai là xung quanh sân bay Liên Khương, đấy là nơi mà các bạn cứ mua chắc chắn giá nó sẽ tăng đúng không ạ. Bạn Khánh Huyền, trái tim này cộng với cả xe này cộng với cả số điện thoại, anh Sơn ơi. À, bạn Khánh Huyền rất là cho trái tim này nghe thấy hấp dẫn nhỉ. Còn nên tặng tặng bạn Khánh Huyền, bởi vì bạn cho trái tim này tặng 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 không thì thấy cái đầu à, tại sao? Chị Khánh Huyền phải đây có một bạn lại có bạn nhắn cho Thủy là em Thủy ơi nhớ tặng chị một đồng vàng này, chị like và share. Các bạn yên tâm đúng không, kiểu gì là nếu mà các bạn cứ like và share chắc chắn thôi, để tí nữa cho nó fan đi, tí nữa Thủy livestream cho mọi người và sau đó em bốc thăm trúng thưởng nhé. Bây giờ em đây là à đây lựa chọn này. Ok, thế bây giờ đây là sách là 28 người thì anh sẽ đọc sách trước, còn vàng thì các bạn sẽ phải bốc thăm trúng thưởng một lần nhé. Các bạn sẽ bốc thăm một lần thì sau đó là các bạn quay một vòng thì sau đó thì là mình tặng mọi người được không? Thì đấy là cái việc mà anh nghĩ rằng là các bạn sẽ làm. Thế không nghĩ là mọi người hào hứng như vậy thì để chia sẻ đúng không ạ? Từ hồi livestream này chưa có một bạn nào cộng trái tim mà cộng cả đúng không? Vàng nó khác, mà vàng nó cảm xúc nó đẩy một cái. Ok. Rồi ok, à, đây là một số các bạn vừa mới chia sẻ xong đúng không ạ? Bạn Hậu Bùi, em đã link chia sẻ hơn 10 nhóm và mong nhận được nhận đồng vàng của anh em là bên FR đúng không ạ? Cái này là cho mọi người chung thôi. Mình không nghĩ là mọi người hào hứng như vậy, thực sự là không nghĩ là mọi người hào hứng như vậy. Và cái đồng này các bạn nhìn thấy là nó chỉ có mấy triệu đồng thôi, nó có bao nhiêu nhỉ, nửa chỉ là bây giờ khoảng tầm 3 triệu đi em nhỉ, hơn 3 triệu một tí đúng không ạ? Nó chỉ có mỗi Doji nó mới làm cái đồng này, chứ còn thực tế là làm thì mình, tại vì hôm trước mình mua mấy 100 đồng, sau đó mình nghĩ là mình livestream mình tương tác vui với các bạn mà. Và nghe chừng như vậy là bạc không hào hứng vậy, mình tặng bạc là các bạn thấy vừa phải, tặng Bitcoin vừa phải mà tặng vàng cái xúc động này. Mặc dù là cái số tiền mình tặng 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 bằng Bitcoin ấy là tương ứng so với cả tặng vàng đấy, nhưng mà Bitcoin là các bạn chưa hào hứng tại vì nó thanh khoản nó khó mà, còn vàng là mình chưa ra tiệm vàng cái mình bán được ngay các bạn. Rồi ok, thì đấy là cái việc mà chúng ta ok cộng đồng, vâng cảm ơn, vâng rồi đấy là cái chia sẻ, rồi đấy là chia sẻ của các bạn, vâng rất là nhiều các bạn chúng ta đang hào hứng ở trong cái chuyện đấy, thì để thì livestream của mọi người đấy nhé. Rồi ok, thế thì để như vậy thì tí nữa mình sẽ ghi tên của các bạn, thì đây là những cái bạn mà chúng ta có được sách này, thế còn là tí nữa mà Thủy sẽ lấy tất cả các bạn mà chúng ta mà thích cái đồng vàng ngoại, thì sau đó thì là Thủy sẽ bốc thăm ra một người và sau đó ngày mai sẽ post lên trên trang fanpage vào lúc 5 giờ chiều. À, thì các bạn chú ý đúng không ạ? Nhưng mà các bạn yên tâm, các bạn mà cứ follow mình là các bạn đều nhận được cả, mình đều nhìn thấy các bạn và mình đều đều mong muốn các bạn trúng cả, nên các bạn yên tâm. Thì đây là những bạn nhận được sách này, bạn thứ nhất là bạn Hiếu Cao này, bạn thứ hai là bạn Mận Doanh này, bạn thứ ba là bạn Hoàng Ngọc Diệp này, bạn thứ tư là bạn Nguyễn Nhật này, bạn thứ năm là bạn Kiều Anh này, bạn thứ sáu là bạn ông Thị Thu Huyền này, bạn thứ bảy là bạn Nghiêm Thị Hà này, bạn thứ tám là bạn Trương Lương, bạn thứ bảy là bạn Trần Bằng, bạn thứ tám là bạn 10 là bạn Linh Phan, bạn thứ 11 là bạn Trần Linh Anh, bạn thứ 12 là bạn Phạm Bằng Phạm, bạn thứ 13 là bạn Mai Anh, bạn thứ tư là bạn Mai Thúy, bạn Quỳnh Đặng, bạn Hà U Mê, bạn Phạm Quang Chính và bạn Kim Cương ạ. Thì đây là bạn nhận sách, nhớ là điều kiện của các bạn là phải like và share đúng không ạ. Thế còn là vàng thì bây giờ là chúng ta có một đồng vàng, nhưng mà thôi bởi vì các bạn muốn như vậy thì mình tặng thêm một đồng nữa, như vậy là thành 2 đồng đúng không ạ. Thì để cho Thủy bốc thăm cho nó cụ thể, để hôm nay lỡ tặng tặng cả Mai và cả Thủy rồi thì bây giờ anh tặng ở đây cho 2 người đúng không ạ, thì cái tỷ lệ các bạn cao hơn và các bạn thấy rằng là sớm hay muộn các bạn sẽ có thôi. Một cái đồng mình đã bóc ra rồi thì tí nữa Thủy sẽ cho lại vào cái đồng xu đúng không ạ. Thì các bạn đồng như thế này, một đồng như thế này thì cho vào đây, và sau đó thì là
sẽ gửi vào cái túi màu đỏ như thế này và sẽ chuyển phát nhanh cho các bạn. Và chuyển phát nhanh làm thế nào đó là trên đường chuyển phát nhanh không bị mất, đúng không? Thì đấy là cái việc. Còn nếu mà tốt nhất thì các bạn có thể lên văn phòng Babylon để lấy được. Và tất nhiên các bạn, cho tất cả các bạn ở tỉnh nữa, từ các bạn ở Lâm Đồng, ở Thành phố Hồ Chí Minh, nên là mình vẫn muốn chuyển phát nhanh cho các bạn. Nhưng mà Thủy chú ý là nếu mà chuyển phát nhanh như vậy phải cuốn đấy mà nhé. Nhưng mình chuyển phát nhanh để các bạn thấy rằng là kẹp trong sách đi, đúng không? Kẹp trong sách, để kẹp trong sách như thế này đi, để cho nó đỡ bị mất, đúng không? Thì hôm nay hai bạn sẽ trúng vàng thì mình sẽ kẹp trong sách như thế này. Thì nếu mà các bạn mà trúng thì các bạn sẽ nhận được sách, đúng không? Sách như thế này, và sau đó các bạn mở sách ra và các bạn sẽ thấy có một cái túi màu đỏ như thế này. Đấy, đó là gọi là túi, nó ghi là lộc phát tài của Dozy, đúng không ạ? Mình không quảng cáo cho Dozy không? Quay lại. Quay lại, và trong này có đồng vàng cho các bạn, đúng không ạ? Và nếu các bạn hào hứng thì tuần sau mình lại livestream mình làm tiếp, nhưng mà hôm nay thì mình tặng cho hai bạn đi để các bạn có thể sử dụng ta, đúng không ạ? Rồi, ok, thì đấy là cái sự chia sẻ trong cái buổi ngày hôm nay. Điều kiện duy nhất là hãy like và share nhiều, đúng không ạ? Và để chia sẻ với các bạn, và cái này là dành cho tất cả các bạn, bao gồm các bạn FR và các bạn mà đang nghe livestream. Và nhớ rằng là cái này chỉ mang tính giáo dục và giúp ích cho các bạn thôi, không mục đích gì hết cả, được không? Để chúng ta phải rất là rõ quan điểm là mình chia sẻ với các bạn để chúng ta biết cách là chuyển tiền sang tài sản thật, đúng không ạ? Và nhớ rằng là kiến thức mới là tài sản quan trọng nhất để giúp ích cho các bạn có thể tạo ra tài sản lâu dài cho cá nhân mình và cho những người xung quanh. Ok, và như vậy thì chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong lần livestream lần sau. Ok, bye bye các bạn.